Ok, hello, xin chào mọi người đã trở lại với livestream của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục stream Among Us mấy bạn. Cái trò này thì ngày hôm qua đã làm mình phát khùng rồi mấy bạn ơi. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục stream cái này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm chú công an mấy bạn. Mình sẽ giải án tiếp tục nha. Mọi người, hôm nay thì mình sẽ có những người bạn mới. Giống như là bạn Khang, bạn Non và Dập Hát. Rồi, ba bạn mới mấy bạn. Rồi, đừng giới thiệu. Rồi, Phát là được rồi mấy bạn. Mấy bạn biết Phát thì bắt là bạn ơi chơi chung với mình. Còn mấy bạn này là mấy bạn mới vô chơi chung với mình trên livestream lần đầu nha mọi người. À, xóa sạch nhất đi nha. Và tất cả hôm nay là chúng ta đều có Discord mấy bạn. Nên mấy bạn đừng lo. Hôm nay là chúng ta sẽ có một trận quyết chiến sinh tử. Anh em chia lìa tụi tôi học chưa. Và đặc biệt nha, những người đang chơi đằng sau cái màn hình đó không có đá stream đến hết nha. Không có được đá stream nha. Không ai chơi kỳ cục nha. Rồi, bắt đầu. Yeah. Okay, hôm nay mình cũng có 9 người luôn. Phải chi mà Tiểu Ngọc vô. Các bạn xem stream hay thì mấy bạn nhớ share live stream giúp mình nha mấy bạn. Một hay hai kẻ giết người á. Hai kẻ giết người. Tôi không biết, tôi mà biết hai kẻ giết người thì tôi đã nó nói nè. Nó để lên mèo là kẻ giết người. Mình thấy máy mèo bạn ơi, mèo là kẻ giết người bạn ơi. Chắc mốt tôi phải dăng một cái phòng riêng luôn á, ở riêng á. Kéo rèm à. Kéo rèm à. Giờ cái rèm này nó không có được luôn. Cái này di chuyển bằng chuột. Ông chỉnh lại cũng được. Ông muốn phải chỉnh WADS gì cũng được. Ông muốn làm gì cũng được. Làm như hello mọi người, để mình đọc comment của các bạn nha các bạn. Làm như cái nhiệm vụ gạch thẻ mình quẹt hello này anh hốt kêu hốt làm em. Mới thấy 500 người, bây giờ đó 1000 người rồi. À mong ít hoài. Tại game hay mấy bạn, game này kích thích trí sáng tạo của anh. Hồi thì mình không stream thì năng nỉ mình stream, tới hồi mình stream rồi thì trời ơi. Cảm ơn bạn Quỳnh Tấn Lộc nha. Con nhẹ cái cho chị mèo. Dù mà bấm cái ô đèn đèn không sao luôn á. Rồi, thì nhắn vô cái ô đèn đó. Tắt đèn rồi mọi người ơi. Tắt đèn đâu? Tắt đèn lên nè. Có mở đèn mà. Ê, nhớ cái luật chơi không mọi người, là không ai được đứng yên. Tất cả mọi người phải di chuyển. Tất cả mọi người phải di chuyển, phải làm nhiệm vụ. Sao vậy? Tại vì đứng yên, đứng yên là sẽ bất lợi cho kẻ giết người, ông hiểu không? Tại vì nếu mà di chuyển theo bầy nè, đứng yên nè, đó là hành động ăn gian nè. Đứng yên cũng không có làm bất lợi cho kẻ giết người nó thôi rồi. Chỉ cần tắt đèn hay là... Đừng, không phải. Đừng có bu đông lại với nhau thì. Và khi á, kẻ giết người giết ai thì mình phải chết là im lặng, chết là không được quyền nói nữa. Cái lúc mà bị chiến là đừng khoét hồn, đừng la lên. Tại vì điều đó nó cũng khiến cho mình điều đó nếu mà mấy ai bị vắng mặt là sẽ bị nghi ngờ á. Bị nghi ngờ, đúng rồi. Chúng ta không được làm như vậy mọi người. Bị giết rồi. Cũng không được la nữa. Ông la lên cái lỡ như cái gì vậy? Mọi người ơi. Rồi kìa, reactor meltdown kìa. Ê, cái bình nó sắp nổ kìa, sửa lẹ. Chạy vô bút tên mọi người ơi. Sửa. Cấm đồ chạy qua. Cấm đồ sửa. Rồi chị bên đây đang sửa rồi. Để tôi sửa. Chị sửa không được. Chị bấm hoài. Bấm vô rồi, em sửa rồi nè. Hên quá. Hay kẻ giết người. Em cũng đi làm nhiệm vụ. Ê, màu tím chết. Tôi thấy màu tím chết kìa. Tím là ai để coi. Khang Evan này hả? Khang chết rồi. Ủa, sao Tấn Thành với Khang chết? Ông Tấn với ông Khang chết rồi hả? Bây giờ chỉ có mỗi á là Non á là không có mic thôi, Non là chat thôi. Bây giờ Non nói là Non ở đâu? Chat trong một khung chat nè. Mọi người nói rồi, mọi người ở đâu? Nãy giờ tôi với ông với Phúc Bi đang bu vô cái phòng sửa của Amanda đó. Đang chạy qua sửa điện rét thôi. Em đang ở elevator chạy lên theo mũi tên có tôi chạy sau lưng của em. Tôi đang ở trong phòng rất nhiều người làm chứng và tôi ở đó. Quá đông người ở đó. Tôi chạy theo cái mũi tên, tôi làm hết start rồi. Tôi làm hết start. Ở đây hồi nãy tôi thấy là thấy chị Banda, thấy Phúc Bi đúng không? Không thấy Hebi. Không thấy Hebi. Chị Bắc thì tôi chưa thấy thôi. Anh thấy cái xác nằm đâu? Anh thấy cái xác nằm ở đường vô phòng reactor có camera. Cái đường vô phòng ngủ cái xác. Ừ. Cái xác nằm ở cái đường vô phòng ngủ. Cái đường vô phòng ngủ. Đúng rồi, có camera luôn, kẻ giết người này là một kẻ tay non rồi. Lần cuối tôi mới chơi cái này là rất lâu rồi nhưng tôi không có nhớ. Khoan mọi người. Kẻ giết người này không phải lâu nha, điêu luyện nha, tại vì á nó biết làm đủ thứ cho mình chạy vòng vòng nè. Kẻ giết người này chơi lâu rồi nè. Ừ. Mà kẻ giết người chơi lâu rồi. Chơi lâu chỉ có tôi, ông, Phúc Bi. Thôi không biết thì sắp hết thời gian rồi, skip đi. Chứ để không là vote quan á mọi người. Thôi mình skip thôi, không biết thì mình skip thôi. Ủa?
Ai vote cho non nữa? Ông này bắt vote cho non. Tôi bấm nãy rồi. À ông bấm lại vote ông. À không, ông không có bằng chứng mà đi vote cho ta, tôi nghe ông nghe không? Nè bây giờ nè, giờ tôi nói thiệt, tôi đâu có biết trừ nhớ, chờ tôi nói chơi mà cái gì tôi biết si đâu. Ok nè, nãy sát nằm đây được mọi người. Nằm đâu? Mọi người nãy sát nằm đây đúng không mọi người? Đâu, nằm đâu? Trong phòng này nè, trong cái đường phòng này nè. Ừ, kinh dị. Hồi nãy ai từ trên đó chạy xuống, từ trên chạy xuống không? Cảm ơn bạn Quỳnh Tấn Lộc nha, làm sao để chui cống như anh Poppy ạ? Không trường nào mà kiểu như em đứng lại cái cống á, em thấy á kiểu như có màu đỏ á, hình như màu đỏ đúng không ta, hay là màu vàng ta, có cái hình ở bên góc dưới bên phải không? Mình bấm cái cống nó cũng nhào đầu vô vậy. Để đọc comment của mọi người đây. Là cái giết người thì cái đó sẽ hiện lên à. Anh xin tồn câu đại đi. Nói chung là em chỉ cần đẹp trai nhanh. Tiểu Ngọc kìa, Tiểu Ngọc kìa. Anh like giờ này thì em phải đợi trên YouTube rồi. Cái gì nữa mọi vậy? Ơi, chạy lại đi mọi người ơi. Thôi, đi sửa kìa. Cái phòng reactor nữa. Ồ mẹ ho, tôi không dám đi phòng reactor đâu. Tôi sai, tôi là người nằm tiếp theo. Giờ tôi phải chạy thôi chứ biết sao giờ. Ừ, giờ chạy đi. Không chạy rồi, là tôi đi đường dưới lên nha. Tôi ở phòng điện nha. Tôi đi phòng điện lên reactor á. Ồ có sửa rồi hả? Ừ. Kinh dị Mỹ thiệt chứ. Sửa rồi. Ê đừng có quên nha. Đừng quên vô à? Nha. Nè nghe tiếng Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc hello mọi người, Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc em vô rồi hả Tiểu Ngọc? Vô cho chẳng chục Tiểu Ngọc ơi. Nay giờ mới có 9 người thôi, vô cho đủ chục đi. Chẳng chục Tiểu Ngọc. Kiểu nãy giờ 2 người chết quang rồi mà không biết ai là cái giết người luôn, đúng tội nghe bạn này luôn mấy bạn ơi. Tội quá. Báo cáo được hay không? Cũng báo cáo. Ừ, tên, mũi tên. Mũi tên đâu nữa vậy? Không biết, đang chạy nè. Nãy giờ tôi chưa làm được cái nhiệm vụ luôn, cay thì chứ. Kiểu lo đi ngồi đọc comment rồi xong đọc tè le hết chứ. Cái này nhớ như đâu có thời gian đúng không? Ê cái nhiệm vụ này làm sao tôi biết làm, mọi người làm không biết. Nhiệm vụ nào? Nhiệm vụ trong phòng máy tính nè. Ai biết, cái nhiệm vụ đó tôi không biết luôn mèo ơi. Em đang làm nè chị. Ok em làm đi chứ không phải hả? Em không biết làm. Chị đứng nói cạnh với em. Ok cả đống này em khỏi lo đi nè, 4 người đứng chờ. Thôi tạm đi mọi người, làm gì tội nghiệp phải giết người mọi người. Thôi em chết được. Lớp anh Fortby. Anh ơi cho em vô địch cốt với. Ê, tôi mới chơi rồi nên tôi đi chung với bạn đó bảo là lớp anh Fortby chứ không phải là anh Fortby. Này lớp em lại luôn nè anh. Ui cảm ơn em đã gửi quân đoàn đã gửi xu cho livestream của anh nha, cảm ơn mọi người. Trời ơi dạo này mọi người thì dạng thương anh ghê, lúc nào cũng gửi xu cho anh. Hai ông làm ma dắt dưỡng, hai ông làm nhiệm vụ được á, hai ông có thể bay phụ mọi người làm nhiệm vụ á. Em đang đi làm nhiệm vụ đã, vậy mới mò ra cái nhiệm vụ mà cái mấy cái đèn ôi kẻ hứng kìa mọi người ơi. Sao mà người ta nghe vậy ta? Tại vì cái giết người nó làm á. Ủa, quên, cái giết người nó làm hư được mà, chạy vô phòng reactor đi. Ảnh cái tay vô. Nó đi giết người mà nó cứ phá gì hoài ta. Ừ. Phá thì mình chạy, đừng mình tản ra nó giết mình. Mấy kẻ giết người này kì kì lạ. Ơ, cái sao trong phòng camera kìa mọi người. Cái gì? Nó đâu? Giờ mua xanh chứ. Dạ ai tôi đang ở phòng điện, hồi nãy tôi vừa từ phòng điện tôi chạy dưới lên. Tôi nãy giờ đi chung nhà. Tôi thấy quá trời đám người ở trong phòng nó bước ra luôn. Mọi người, tôi nghi là Red Hood á mọi người. Âm Red Hood. Tôi nghi Red Hood. Dạ anh nhí, làm sao mà tôi... Nãy giờ. Để em nói. Dạ nói mọi người lập chứng nó đi. Hồi bà nãy giờ, bên phòng bên đây chỉ ba lần nhưng không bao giờ thấy mặt anh chạy qua. Em đừng có nhảm, anh đang chạy qua, anh trên đường chạy qua, anh thấy mèo bước ra từ phòng đó và mèo nó có cái xác kìa. Khi mũi tên báo động lên thì em thấy anh chạy theo nè OT. Nãy giờ đâu, anh đang chạy vòng vòng em hiểu không, anh vừa chạy anh vừa đọc comment thì làm sao mà anh biết hướng mũi tên hướng nào. Anh mới quay lên nó ủa mũi tên chỉ kìa. Cho tôi nói là được không? Làm sao mà là anh được Hoppy đúng không? Tôi là hàng mẫu đi sau lưng Hoppy đúng không? Ừ. Cái hú đi sau lưng tôi á không biết, tôi chỉ thấy vậy thôi. Nhưng mà tôi á nè, tôi chạy từ hướng đó ra, tôi thấy mọi người bu quá trời đông trong phòng đó ra, tự nhiên tôi chạy vô cái nói là cái hú là cái giết người sao được. Kẻ giết người này biết xài đủ skill hết, là chỉ có tôi với ông với Fobby thôi. Không, tại vì Banda không hề biết. Đừng, mẹ đừng nghĩ vậy. Tại vì mẹ chị Banda hôm qua bà nói bà không biết rất nhiều thứ, cho tới khi bà biết giết người nè và bà biết. Nhưng mà chắc chắn là ông. Chị Banda làm nhiệm vụ chắc chắn là ông. Thì tôi nói nãy giờ nè, nếu là tôi thì mọi người cứ report tôi đi. Tôi có cái thứ này luôn. Dạ nếu Red Hood và Fobby cũng xin. Lẹ đi, còn 3 giây à. Vậy là tôi sẽ vote Red Hood. Tôi vote lại cho Fobby. Tôi vote cho ông. Tôi nói là tôi không giết nữa. Nè coi Red Hood là kẻ giết người nè nghe. Thì cứ loại Red Hood ra đi. Thấy chưa đâu phải kẻ giết người. Thấy chưa, giờ còn một kẻ giết người đó là Hebi. Tại vì á còn kẻ nữa tôi nghi là Hebi thôi. C
sao mày biết hay bị tivi ông phát á, tại vì thôi tản là mày là ông nâu nè, tại gì á bạn em ơi, chờ chặn đầu mà chơi rồi bây giờ sao ta, ông lấy lý do mới chơi trận đầu vậy làm mọi người không nghi ngờ ông người sao mèo tính đâu có xui tính nổi là tôi biết kẻ giết người là ai nhưng mà tôi nói thiệt là nè tôi mà không ai bắt tên là ri bọt mèo nha dưới theo mũi tên giờ nè tôi nói nè mèo tôi biết kẻ giết người là ai nhưng mà tôi không thấy mèo đó bắt thế mắc cười của mèo vì bắt tôi nghe phải nó mới chạy trận đầu mà vậy là hay bi thôi hay bi hoặc là chỗ lách đà là ông nâu á không em nghĩ chị hoặc là hay bi thôi vậy chị không biết giết người nha. Ê khoan mèo thì nãy giờ khoan mọi người sao tại sao mọi người không chịu suy nghĩ đúng không, thôi mà tôi không giải thích nữa, tôi cho mọi người ông chết rồi mà ông chết rồi mà ừ tôi chết rồi thì tôi không nói nữa, tôi không có bàn luận vô được. Vậy cái là chị nghĩ là ông nâu, cái này là sữa hả, bọc bi nó bắn kìa. Giờ em nghĩ ai cảm ơn bạn Quỳnh tích hợp nha. Ừ chị cũng đi chị nghĩ bà bạch đa với người bi. Chị Ba Da trước giờ rất là sợ chết. Khoan nhưng mà lần này chị Ba Da đi lẻ. Chị nghĩ thì lý. Em mà bó sai chị Ba Da là anh bó ngược lại cho em á Poppy. Em bó thêm đi trước đi. Khoan bây giờ em mới bấm nút mà bây giờ. Ừ chứ mà em bó sai là anh bó ngược lại cho em á. Ông chết rồi em đi. Ủa tôi quên rồi tôi chết. Bây giờ khoan bây giờ bó thêm đi trước. Không phải thêm đi là bó bà Ba Da. Ủa gì kỳ á? Ủa gì kỳ vậy? Bóp cho mèo, mèo bóp cho mèo á. Tôi mèo phải xử lý vậy thôi. Ông chết cho em đi. Em đi chỉ với Hebe thôi. Phải, im lặng hết. Mèo vẫn là người đầu tiên đi sửa. Tôi lúc nào tôi cũng phải tôi là kẻ, tôi không phải là kẻ người thì tôi luôn chạy đi sửa. Nhưng mà cái định lực mà bóp người này không được thì bóp người kia thì chị không chịu. Tại vì chị là người đang bị nghi ngờ. Phan bắt nói gì? Giờ bí quá, giờ cái người nào mà muốn biết em có tời cứ vote, nếu mà không phải là phải là phải vote lại người đó đúng không? Ừ, định lực là chị vậy rồi. Vậy là cứ nhào vô cứ nhấn nút vote thôi chứ đâu có gì đâu. Thì vote lẹ đi, nếu không vote cho Phát Bi á 10 giây nữa đó, vote lẹ đi. Em nghĩ là hay Bi em vote. Thì vote, nghĩ ai vote người đó đi, đừng có mà manh động nữa. Rồi, hay Bi 2 vé, hay Bi out. Tội nghiệp hay Bi quá. Hay Bi vote ông bắt kìa. Trời ơi. Mẹ nói, mẹ nghĩ là đi nữa rồi. Rồi, xong, vậy Baby vậy? Không phải rồi, vậy là ai bây giờ? Này còn có 10, còn có 10 giây cuối rồi. Còn có 10 giây cuối mẹ nói là chắc là Baby, cái tôi bấm Baby rồi như sao vậy? Em hết boss rồi nè. Vậy là ông bắt. Chị còn boss. Hồi nãy hình như là chị Banda dẫn đi làm nhiệm vụ. Rồi, xong ba con ma ngồi ngoài sảnh luôn. Em biết chắc chắn thì lệnh của em đúng. Ai nào bước ra đây giết nè, ai đâu? Tội nghiệp ghê không? Tội nghiệp ghê không? Tội nghiệp ghê không? Tội nghiệp, chị Banda ghê. Đây, ai đâu? Giơ tay lên, giơ mắt lên. Giờ bà Banda qua đây đi kiếm. Cái emergency meeting này là để gặp đó. Này, giơ mắt lên. Chị nghĩ là ông bắt nó phải về. Không phải. Không. Bà Banda không đâu, hồi nãy tại vì lúc mà oxy hết. Lúc hết oxy á bà Banda mới chạy vô phòng. Ê, kẻ giết người làm được nhiệm vụ nha mèo. Kẻ giết người làm được nha. Biết rồi. Tôi bấm. Rồi bắt vậy hết đi. Tại sao phát bấm? Không, khoan. Theo cái định lực hồi nãy nếu mà không phải thì bây giờ phải vote ai đúng không? Ông chết rồi, ông yên đây. Tôi chết rồi, tôi yên. Tôi nói nhiều quá. Khoan. Là hồi nãy khi mà em thấy cái mũi tên hiện lên á thì ông bắt ông chạy vô cái phòng thí nghiệm. Thì lúc đó ổng là người mới chơi, ổng không biết cái đường đó sẽ thông qua được đường kia. Nhưng mà đường đó là cái đường bích. Ổng chạy như vậy là ổng là người mới chơi. Ổng có khả năng là ổng không phải là người kẻ giết người đâu. Nhưng mà mới chơi vẫn có thể là người giết người được em. Tại vì nãy giờ ổng đâu giết ai. Ngay cái khúc đó ổng đù lắm, ổng chạy vô đó. Vậy là giờ em vẫn cho là bà Banda hả? Chị Banda, em cá chắc luôn. Nhưng mà tại sao chị không biết, chị có nên nghi ngờ không Phúc Bi? Tại sao em cứ muốn giết chị Banda vậy? Chắc chắn là chị Banda. Giang nghi ngờ là Poppy. Oh shit. Tôi ba đi. Hồi nãy tôi tin mèo hết lần rồi đó nha. Nãy tôi tin mèo tôi vô Happy. Ai mà không bóp chạy lên hồi là ra là chị biết hết. Em đã bình dưỡng đến cho. Ai mà tìm bạn này mà không bóp chạy là buông chị ra là chị sẽ dứt hết. Chị Banda chị nói là lại muốn bóp chị với chị Banda. Làm dây nó lẹ lên mọi người. Em làm dây nó kìa. Tôi nói quá đi. Giờ quyết định đi, đừng có nói cuối nó cuối lắm. Tôi bóp bà Banda. Ông bóp lẹ đi, còn hết thời gian rồi, bóp lẹ đi. Tôi không bóp bà Banda, bà sẽ ra bà giết mình. Đợi mọi người em kiếm gì uống cái. Ok, Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc, chị Hằng cưng. Cái gì vậy? Ủa, sao có tôi mà. Ai biết đâu. Quách đại mà. Rồi, mà giết hai người nữa là
Rồi, rồi xong. Rồi, quyết định của tôi đúng chưa? Chạy đi ông ơi, chạy đi ông ơi, đừng để nó giết mình ông ơi, chạy đi ông ơi. Vậy canh bấm nút được, canh bấm nút được. Thời gian mình bấm nút không hồi bằng thời gian nó giết mình đâu ông. Kìa, thời gian kìa, nó nhắn vô oxygen nè kìa mèo. Bấm nút chậm hơn á. Poppy nó nhắn oxygen nè kìa. Em chơi không lại rồi. Chẳng này em quá là ngu bụi rồi mọi người. Hello, đi chạy cái nút. Giờ chơi lạc bài ngửa nha. Trời ơi, Poppy giết rồi. Bây giờ nếu mà giết một người đó là win rồi. Ờ, phải giết người, giết một người đó là win rồi. Trời ơi, ông ngâu nè. Thấy chưa, get food. Hay quá bác ơi. Thấy chưa, tôi nói mà. Tôi là với bác nên bắt tay nha bác ơi. Làm sao mà tặng được. Thấy chưa. Tôi giết hết ba người là còn mấy bạn còn lại ông lo được bác ơi. Em mới vừa ra chưa làm được cái gì luôn, giết em mất tiêu. Cái minimap là tôi đi vô mấy cái đường cua. Ông biết tại sao tôi giết hết mấy người mới chơi không? Tại vì họ sẽ không có thể làm lệnh được, phải không? Tại vì mấy người mới chơi có thể nghi ngờ tôi lắm. Nên tôi cứ ganh người nào đi lẻ là tôi cứ dằn cổ cho chết hết đi. Không, tôi phải tự nhiên ông đi vô cái đường cục á, tôi thấy ông đù vậy. Tôi biết cố tình tôi đi vô mà. Vậy chị nói là ông mới chơi đâu có nghĩa là ông không phải là. Nhưng mà cái pha đó mọi người suy luận sai vãi luôn, nếu tôi phải giết người là mọi người giết tôi rồi đó, tại vì cái pha đó là tôi đang đứng ở trước chỗ đó và tôi thấy mọi người đi ra từ chỗ đó ra và tôi đứng nhìn chỗ đó thôi. Làm sao mọi người phải suy luận đó là tôi được? Đó là mọi ngạn mai thôi chứ không là mọi chết rồi. Mèo quên mèo quên một điều á mèo, hồi nãy tôi nói là ở trường tôi chơi quyển câu lạc bộ tôi chơi anh em mà. Đúng rồi ha, tức thiệt. Còn cái vấn đề hồi nãy là mọi người suy luận sai là tôi chết quang á Phúc. Ừ, rõ suy luận sai luôn. Tôi thấy mọi người xử ông rồi nên là tôi đốc luôn là bỏ. Nè, tôi nói nè, tôi giết người xong phải không? Tôi đã đi vòng một đường rất xa từ chỗ đó và tôi chọn vô cái reactor đúng không? Tôi cố tình tập trung mọi người lại chỗ đó và tôi chạy đằng sau lưng mọi người tới chỗ đó. Khi mà mẹ bước vô cái phòng không. Khi mọi người bước vô phòng xác đúng không? Mọi người thấy xác nhưng tôi đứng đằng sau lưng mọi người thì làm sao tôi có thể giết người ở chỗ đó được đúng không? Cái chuyện giết người xong chạy một vòng không làm được hết đâu. Khi mà giết người xong sẽ có một cái van nhảy vô cái van dịch chuyển qua chỗ khác được. Hiểu không? Ừ. Thì kẻ giết người, xong chạy một vòng. Kẻ giết người có thể dịch chuyển một vòng ở chỗ đó nhưng mà trong khi đó tôi đang đi vô chung với một đám đông. Thì cái chuyện đó là chuyện không thể xảy ra được. Nếu như ông giết sao, đâu sao mà phát hiện ra rồi ông vẫn đi chung với đám đông được vậy? Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà mọi người sao làm sao suy luận tôi được đúng không? Thì nhưng mà cuối cùng cũng suy luận ra là ông chết. Cái đó là hên. Không phải hên, đó ai cũng biết cái đó bạn. Cái đó rõ ràng hên á. Chứ không là cái suy luận này là hên xui thôi. Ba cái mũi tên mà anh không chạy qua đây lạc đặt là anh chạy đâu rồi. Anh đang đọc comment của mấy bạn fan mà. Anh có nói mà để anh đọc comment cái làm sao anh vừa đọc anh vừa nhìn thấy mũi tên, anh mới quay lên anh nhìn lên màn hình anh hỏi là mũi tên kìa. Thấy chưa? Vậy là anh nghi là anh đang bị đá stream. Đúng không? Ờ chị nói cho cái này là hên xui thôi. Thôi chứ thôi. Chứ vậy được vậy. Ồ mình thiếu mất một người kìa. Ê vậy. Phòng này nè Tiểu Ngọc, cái phòng khác. Ủa Khang không vô nữa hả Khang? Khang. Rồi xong rồi, kìa có Tiểu Ngọc vô rồi. Vậy là mình vẫn bị thọt một chân mấy bạn ơi. Đâu? Không biết nữa, Khang vừa vô bị tôi cắt cổ đầu tiên, Khang giỏi à. Đúng quá. Giỏi luôn. Bao nhiêu lâu mới gặp lại mà vô giúp ta? Chứ giờ tôi đâu có lựa chọn nào khác. Tôi xui thôi. Giờ mình chơi chiến chặn đi ha, để coi nhiều khi Khang đi toilet rồi. Mọi người đừng có suy luận tầm bậy nữa nha. Ráng dùng cái đầu óc á. À mới suy luận tầm bậy. Mình nhớ nhìn máy mèo ạ. Career may. Đây là tu imposter mong ạ. À mình mới nhìn máy mèo bạn ơi, mèo là imposter á. Đi heo bi. Heo bi có đặng nào mà nè. Có đặng nào mà vô không nói vậy không? À không nói đâu, ai nói đâu, không biết nói đâu. Tôi nói mọi người tin không tin thì thôi. Chứ hồi là tôi report cho mèo á. Mọi người đâu hết rồi. Ông nói gì lộ vị trí hết không ông? Bụng màu cam này à. Ông bị đây làm gì vậy? Ông nói gì lộ vị trí hết. Ông bị chưa cho phòng communication mình kìa. Thấy không? Ủa đâu tiêu rồi. Hết hồn nha. Tốt, không được nói vị trí người khác ra. Mỗi người một nhiệm vụ, ông không được ba. Mỗi người một. Ông muốn hãm hại. Cái gì vậy? À. Đây phải hai. Ai vậy? Ai giết người ở cafeteria? Cafeteria của em. Ngay cái cafeteria. Mọi người, cafeteria đó mọi người. Khoan, tôi giết người. Tôi không có giết người, tôi nói lộn. Tôi đang ở trong cái phòng admin và tôi mới quẹt thẻ xong. Tôi Tôi đang chạy chung với Mark với tùm lum người hết. Giờ ai chứng kiến? Ai chứng kiến? Nãy tôi thấy ông ở trong phòng communication thôi, thì tôi nói vậy thôi. Khoan. Xin lỗi, khoan chị Banda mới rên đúng không? Chị Banda đang rất là tức. Mà chị Banda tức á, chị có thể là ngươi trong tim giết chị Banda thôi. Đó chính là chị mèo. Bớt tàu lao đi, tôi đã giết mèo. Tôi giết Phoebe chạy lông trong nãy giờ. À
vậy hả? Ừ. Cá nhân tôi nghĩ là mẹ ban đang tức kia là Tiểu Ngọc ấy. Đúng rồi. Ai đi chung với anh Hút hả? Đi chung với anh Hút mà. Đi chung với anh Hút không? Đi chung với anh Hút, nhưng mà anh Hút đang làm nhiệm vụ. Đang quẹt thẻ với anh mà anh nói gì vậy? Không, anh quẹt thẻ một mình rồi Tiểu Ngọc. Quẹt thẻ không hay nào, quẹt hai người rồi Tiểu Ngọc. Em là người quẹt thẻ. Thôi, anh không quen em ơi. Anh không quen em. À rồi. Nếu mà không phải Tiểu Ngọc là đúng rồi đấy Hút. Nếu mà không phải Tiểu Ngọc biết. Nè, tôi nói là nếu không phải là tôi phải không? Tôi vote là mọi người vote cho ông. Tôi nói vậy thôi. Nếu phải là tôi thì mọi người vote cho ông. Ok. Chơi cây mạng, cây mạng. Thì ông khẳng định là tôi thì tôi vote cho Tiểu Ngọc. tại vì tôi không quen thằng này nó quẹt thẻ chung với tôi mà tôi quẹt có một mình à. Rồi sao luôn. Oh, vậy không phải Tiểu Ngọc anh, là vote Red Hood. Từ từ Tiểu Ngọc ơi. Vote mắt hả? À anh từ từ anh viết thư qua Facebook anh xin lỗi em. À bây giờ hồi nãy á theo cái lực là nếu không phải Red Hood là vote tôi. Không phải Tiểu Ngọc là vote Red Hood, không phải Red Hood là vote bắt. Bây giờ không phải bắt mà vote mèo nha. Gì vậy? Giờ mày dám chơi không? Dám chơi? Giờ tào lao bà bây giờ. Thôi bạn đừng nói nữa. Chơi vậy là chết. Giờ dám chơi. Thôi giờ tôi nè. Giờ tôi với mèo nè. Khoan, bây giờ vote không phải. Giờ vote tôi đi. Vote tôi đi. Khoan, bắt tôi tha cho ông luôn bắt. Giờ không phải vote tôi á, không phải tôi thì vote mèo. Rồi tôi tha ông luôn, tôi cho ông sống luôn. Ông nhảm gì nãy giờ tôi với bạn có tranh cãi gì nhau. Thôi giờ tôi tha gì bạn. Giờ mèo dám chơi không? Ủa bạn ơi. Cái trò là cho tôi chơi, tôi chịu thôi, mày không cần phải chịu. Ờ vậy vote đi. Dạ, mọi người tin tôi không? Tôi nói tôi không phải là kẻ giết người. Tại vì tôi có chứng cứ ngoại phạm là tôi không biết cái xác ở đó và tôi đang làm nhiệm vụ trong phòng quẹt thẻ, tôi mới quẹt thẻ cái cạch ra xong. Ông sắp bay ra ngoài vũ trụ ông không biết gì đâu. Nhưng mà ai biết được? Thì ai biết đâu, giờ các bạn. Ông chơi cho ông chơi. Các bạn như là Tấn Thành nè, Hebi nè, Hebi tin đến hút không? Hebi tin đến hút không? Đừng vote cho Red Hood nha bạn. Nếu Hebi tin đến Linh, hút thì vote Linh, Linh Vũ. Tôi đã bao giờ scam ông chưa? Tôi với ông thực hiện một cuộc giao dịch với nhau rồi. Tôi có bao giờ scam ông không? Ủa không vậy phải là tôi được. Cái vấn đề là ghen chứ không phải là ngoài đời. Không, lại nhưng mà rồi. Tôi là một người thành thật mà tôi không. Nếu mà tôi giết người tôi đã nhận rồi, tôi giết người rồi mà. Ừ, không mà nhận tôi mới sợ á. Không mà nhận tôi mới sợ. Dạ nè mọi người nè. Mọi người bạn fan comment là ai? Mọi người là ai? Comment đi. Mấy bạn fan trong game đâu? Mấy bạn fan chị mèo. Ê khoan, tại sao nãy giờ Poppy với mèo cứ nhầm vào tôi vậy ta? Nãy giờ tôi có nhầm nha. Nãy giờ mấy bạn cãi lộn. Nãy giờ mấy bạn cãi lộn với nhau. Thì không phải là tôi thì ông bay thôi. Ông giết tôi đi. Nãy giờ mấy bạn cãi lộn với nhau, mình chỉ đi hướng mình thôi. Non nè. Rồi cứ mỗi Tấn Thành là tin tôi thôi. Non. Non rồi sao phút chết rồi phút ơi. Trời ơi. Phút. Ông tự bay ra khỏi tàu đi phút, để xem mọi người vote mất phiếu phút. Bay ra khỏi tàu. Dạ sao? Bây giờ là tôi còn một câu cuối cùng thôi. Nếu như mà mọi người nhớ lo phút bi sau đó. Không, tôi khuyên mọi người là mèo. Đi làm nhiệm vụ đi mọi người ơi. Mọi người cứ đứng đó vote hoài. Thôi mình cãi lộn đi hoài không được đâu mọi người. Tất cả mọi người không nghe cái gì hả? Tại sao tới lần mà vote tới Phoebe, cái Phoebe nó được vote thì vote nữa. Tại sao? Làm vụ không? Ha. Hồi nãy bắt nó tới đâu rồi bắt? Hồi nãy bắt nó là nếu mà bắt Hà hy sinh, nhưng nếu mà không phải bắt. Nhưng mà nè, mọi người không để ý một chuyện hả? Tại sao tôi nói tới việc mà vote Phoebe? Ủa sao bạn chết rồi mà bạn? Ra khỏi vũ trụ cái mèo rồi. Ha. Nhiều khi mọi người không vote. Thích ra đi nha. Sao nãy giờ tôi hẹn bạn luôn á, bạn chết rồi. Tôi là Hồng Ma biết nói. Tôi là Hồng Ma biết nói. Anh Hút gì thưa không? Anh sao nói không tin em đi chung với anh mình Hút. Đâu? Em không thấy ai hết vậy? Anh bảo vệ em đó. Ủa sao Poppy chết rồi? Chia nhau làm nhiệm vụ. Vừa, thằng này nhiều chuyện vừa chứ. Chia nhau làm nhiệm vụ. Poppy nữa nè anh không Poppy. Em sao? Những cái hành đòn với tàu em phải có trách nhiệm với tôi, cái tàu em chứ. Tại sao em không tin thiệt chữ Poppy? Là sao mày không tin thiệt chữ? Ai giết mày nè. Ủa màu đen là ai vậy? Không phải Poppy rồi. Ủa Poppy nó chết rồi cao. Hồi nãy tôi đi thấy, tôi đi nghe thấy mèo. Tôi vẫn thấy ông mà. Poppy chết trong cái phía trên, tôi mới chạy lên trên. Cứ nghi ngờ em ở reactor hay sao? No, anh giết Hebi, tôi nghĩ chắc Hebi quá. Tại vì nó chỉ có nó mới giết người ở ngoài cafeteria thôi. Không, kẻ giết người này có thể là cố gắng giết người mà đổ thừa cho Hebi. Vậy có thể đó là mèo. Tôi thề, tôi không có giết ai luôn á, tôi không có biết gì luôn á. Đó, Hebi nó lên tiếng ha. Hồi nãy tôi nói là nếu phải tôi là tiếp theo với Poppy nên là bây giờ Poppy chết là chắc chắn không phải là tôi.
tôi không thể nào chơi một cái pha tự hủy gì được. Không, nhiều khi á, không phải tự hủy như vậy. Kế hoạch rồi sao, ai biết. Cũng được, cũng được. Ai biết được, ông dứt phút bi xong rồi ông để ông lâu rồi, để mọi người kia ba kia. Dạ sao đây, nó đây, nó đây. Mọi người cứ comment là chị mèo đó, 100% luôn. Tôi không thấy nè luôn á, tôi không thấy bi, tôi không thấy bi. Ừ. Rồi tôi đã chỉ nghe bi. Thôi. Ủa sao có mấy người lên tiếng hả? Tại vì nó chạy phía dưới, tôi thấy Happy đứng ở phía trên rồi. Tôi đi xuống xuống phía dưới map. Chết rồi Happy ơi. Xong rồi giờ tôi vòng nguyên vòng lên phía trên thấy Phúc Bi nằm cục. Ừ. Đây là tôi bắt Happy. Happy. Em đi theo số đông. Tại đi theo số đông dễ lắm nha, đi theo số đông dễ lắm. Thấy cái gì mọi người cầm anh ra này. Tại vì thấy nó đếm số đỏ rồi em. Mọi người thấy cái gì mọi người cầm anh ra này. Oh shit, rồi xong rồi. Thôi. Vậy là Nhân xin chào mọi người. Anh đã nói ngay từ lúc đầu livestream rồi. Tôi liếc má mèo, tôi thấy mèo là em lót tờ. Không có tin. Không có tin. Chị đây mấy người vậy? Chị không biết ai hết trơn á, chị vô tội. Chị thề chị đâu có biết ai đâu em. Tôi thấy mà tôi tức luôn á. Vậy là sao còn lại em biết. Chị là kẻ giết người hiền, em hiểu không? Chị màu vàng của chị đi, màu vàng điện thoại. Phạm bì. Nói màu khác rồi, có người lấy màu. Ê, cái chị màu vàng điện thoại đi. Non đừng lấy màu cam non. Ông Linh Vũ đừng lấy màu cam, ông lấy màu nào đi. Màu vàng điện thoại đi. Rồi, sao yêu. Xin lỗi, tôi gặp. Ủa, sao mày xin lỗi tôi vậy Phúc? Ông là người, ông hù tôi nhất luôn ba. Ông muốn tôi chết á, ông là người chọn tôi chết á. Tự nhiên á, ba ông. Người tự cãi lộn nhau, tự cách nhau luôn. Tôi ngồi đây tôi làm người ông, càng nhiều mới giết người nữa. Không, anh không thấy, đúng không? Anh nói thiệt. Anh không thấy. Ủa, anh quên liếc máy mèo bạn ơi, anh không biết ai game poster hết á. Mọi người phải làm nhiệm vụ ấy, mọi người. Làm nhiệm vụ ấy, mọi người ơi. Không mà phải có thêm một cái lực nữa. Nếu mà người nào không làm nhiệm vụ phải quăng người đó ra luôn. Đúng rồi, để thôi chặt thiệt đúng không? Tại vì là không làm nhiệm vụ thua á. Rồi, xong đời nữa rồi. Em nghi ai? Bây giờ em nghi mấy bạn fan nghi ai comment lên cho anh biết liền. Ôi ai vậy? Tấn Hạnh chết ngay cái phòng mà có em này. Chưa chết ngay em đuôi... chưa kịp làm gì luôn. Tấn Hạnh mới đi luôn. Chết ngay đuôi tàu á. Ở đâu ngay cái đuôi tàu á, ngay cái cổ mà có hai cục cam cam bự bự á. Không biết chỗ đó. Đuôi tàu ngay cái chỗ có hai cục cam thì bự á. Bây giờ phòng đang ở đâu nè? Hai người chết luôn là non với Tấn Hạnh non không có mít rồi. Mình vô đây vậy rồi cái thời Hạnh. Gian làm việc nhiệm vụ mình có bị không bây giờ đang đầu game toán hàng đỏ kia tôi im lặng. Tôi nghi màu đỏ. Thì tôi ông nói thì cứ là không phải là tôi thì ông thôi, tôi sẵn sàng lắm tại vì tôi về tôi rảnh đọc comment lắm ông ơi, tôi yêu mấy bạn fan lắm. Yeah, đó mấy bạn. Bây giờ thì không phải tôi. Hàng, tôi vote thẳng, tôi vote thẳng cho Park luôn. Tôi vote thẳng Park luôn. Còn nếu không phải Park thì cứ là tôi thôi. Không phải tôi vote hết. Thì tôi tập thích chơi tay mạng, ông không có logic gì ông hết tôi. Tinh thần đó mọi người, tinh thần đó là sẽ mất người, không có bây giờ đoàn kết đi, nếu không mình sẽ thua á. Chơi cái chiến thần đó là sẽ mất người hết. Vậy thì kìa, mười mấy giây nữa. Vậy thì skip lẹ đi, không bắt chết á. Chơi cái này là kẻ giết người thắng chắc rồi. Tại vì bắt hết chơi mà không có logic gì bắt lại như bắt tôi. Còn ai đi làm chủ luôn kìa. Hay bay khóa heo đánh hút lắm. Hay bay nó là chó của tôi mà. Nó sẽ lựa chọn theo tôi. Rồi xong. Nó giải cấp đèn rồi đó. Ủa mà tại sao được skip ta? Thì skip là không lựa chọn. Skip thì sao vậy? Mình không biết ai thì mình skip không thôi. Không lẽ bắt buộc mình phải đổ lỗi cho một ai à? Đừng có chơi thí mạng nhau nữa, kẻ giết người ngồi không okay, thắng okay. Như tôi nãy tôi đâu làm gì đâu mà tôi cũng thắng đó. Oxy 12 giây nữa, nhanh lên 12 giây nữa, oxy nhanh lên. 1, 4, 6, 9 hướng nào đâu.
Ủa nếu mà hết ủa chị này hết kể với người thắng nó phá bánh tàu mình rồi à. Lần này giờ lập luận cho chính xác nha. Ê ừ, story cứ xác. Ông vote lên. Người chết tôi vote rồi đó. Người chết là ai? Màu cam hả? Bắp bi hả? Lần cuối tôi thấy mèo đang đứng. Lần cuối tôi thấy mèo đang đứng tại cái phòng gần chỗ sửa chữa oxy. Khi đó tôi vừa mới sửa chữa cái gì ta, cái phần đó tôi không biết là phần gì, nhưng mà tôi vừa sửa chữa thì cái đó tôi xong tôi thấy ông chạy lên thì tôi chạy theo ông thôi. Không, tôi không thấy mèo chạy theo tôi. Tao chạy lẹo thì được hay không kịp. Tôi dí hay làm tôi nghĩ là đang làm cái gì. Đó, bây giờ tôi nghe. Chị không thấy cưng. Tôi nghe mèo có một cái lập luận là hơi sai tại vì tôi không thấy mèo dí theo tôi và tôi không hề chạy nhanh. Im lặng để tôi vừa chạy tôi vừa đứng là tôi dòm. Để tôi nói. Hồi nãy Tiểu Ngọc với Bắc với Hebi, Tiểu Ngọc với Bắc với Hebi sửa trong phòng oxy xong chạy ra. Tôi cũng thấy. Em có oxy hả? Vậy thì tôi thấy Bắc với Hebi từ trong đó đi ra. Xong tôi đi xuống dưới thấy ông Hút đang đứng trong hốc cũng làm cái gì á, cứ chạy lên sửa chữa tôi nói mà. Không. Thì ông chạy lên. Tôi không muốn chạy theo đám đông đó tại vì tôi nghĩ là trong đám đông nó sẽ có kẻ giết người. Thì đó thì tôi mới chạy theo ông, nhưng mà ông chạy đâu mất tiêu. Tôi thấy mèo đang chạy cái ông mèo dừng lại. Ông đang chạy ông quanh lại cái tôi tưởng ông là kẻ giết người ông tính giết tôi, tôi mới chạy xa ông ra. Cái xong cái tôi á, tôi chạy xa ra xong tôi dí theo ngược lại là ông chạy đâu mất tiêu rồi tôi không thấy ông nữa. Ôi xin. Hồi nãy tôi thấy xác Phúc Bi tôi báo ở dưới cái phòng storage này. Phòng Alex. Ủa Alex hả? Tôi không thuộc lắm. Tôi vote lại cho mèo đi. Tôi vote lại cho mèo đi, tại tôi nghi mèo. Tôi nghi mèo mà tôi vote lại. Red Hood á. Thì tôi không gần đó là làm sao mà giết được tôi. Tôi không phải thì đằng sau vote Red Hood nha, tôi chắc chắn Red Hood luôn. Không, không. Người. Ê, man. Chơi chiến thần đó là thua. Đơn giản thôi. Tại vì, để tôi nói Phobby nó chết rồi. Phobby nó chết rồi, còn á. Còn cái người mà làm kẻ giết người mà làm mấy cái nhiệm vụ cho member chạy trong vòng á chỉ có ông với tôi với Phoebe thôi. Khoan, mèo đừng có suy nghĩ theo kiểu trẻ trâu vậy nữa, tại vì ai cũng có thể làm chuyện đó hết, không phải tại vì mèo quá ngu mèo không biết học mèo nghĩ vậy thôi. Ai cũng khả năng làm chuyện đó hết á. Hiểu không? Làm gì vậy? Cái chuyện mà nhấn vô cái phím đó là cho tất cả mọi người phải chạy vòng á. Nên đừng có suy nghĩ là chỉ có 3 người mới có thể làm được chuyện đó, hiểu không? Ai cũng có khả năng làm được cái đó vậy. Mình vừa mắt mình vừa chạy được kìa. Kìa, làm lẹ đi. Rồi xong rồi, sửa xong rồi. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Không phải là cứ ba người làm được chuyện đó chứ. Lúc nãy em giết Banda, giờ bà giết được lại em. Đừng có suy nghĩ kiểu ấu trĩ là chỉ có những người chơi lâu mới có thể làm được chuyện đó. Người mới chơi 3-2-1. Tôi đang đợi đến 3-2-1, tôi đứng kế bên Tiểu Ngọc, tôi đợi tôi bẻ cổ. Nó dễ mà. Cái đó chỉ bấm bản đồ lên xong bấm nút rồi à. Thấy chưa? Vô lại mọi người. Nói là dẹp cái lập luận đó đi. Hãy lập luận cái nào cho chính xác thì nhầm vào đúng ai đi. Trò chơi thôi mà. Kìa chưa mọi người nói là biết hả đoán vậy chứ. Một đống nào bây giờ thấy màu đỏ kêu im lặng. Trò chơi chỉ là trò chơi thôi. Bởi vì nãy giờ tôi đâu dám nói điên nữa phải không? Tôi sợ người ta chết đó mà. Hay vậy cái hồi nãy mình lặng thầm ít nói. Em sợ em đón điên là người chết quan sẽ nằm dưới tay em á chị Banda. Ai mà có dấu hiệu là đứng yên không đi làm nhiệm vụ là sẽ có lý do là người đó không đi làm nhiệm vụ là phải quăng khỏi tàu nha. Ủa sao đó không có tàu? Sao mình biết được là tao? Tại sao không có tàu màu vàng dưới? Thôi nghi phúc lắm nè, tự nhiên cái nó nói là tại sao chỉ có một dân màu vàng dưới vậy? Em chưa kịp làm gì luôn á. Ủa sao nãy giờ? Sao nãy giờ? Nãy giờ tao thẳng nhắc rồi á. Phúc Bi, ông ấy Banda hay Phúc Bi? Thẳng áo vàng à, what the hell. Thế dù thương biết tôi đi với một người mặc áo vàng. Tôi vừa làm xong hai nhiệm vụ, lúc đó có một người nào thấy tôi xong thì tôi đang chạy vô reactor. Đừng có đâu nha. Em cứ mới để em đi một vòng, chưa được một vòng nữa là em bị giết rồi. Em đi thấy xác, xong thấy vàng chạy qua. Phan, Non bảo là tôi thấy xác xong thấy vàng chạy qua. Chạy màu vàng á. Nhưng mà không, tôi đi với vàng nãy giờ mà. Tôi trong phòng camera. Em biết ai nè. Ai? Em chết rồi thì em biết ai rồi. Em ác vừa. Ông đi với bạn nãy giờ nhưng mà ông đi ở chỗ nào? Từ cái cafeteria đi xuống ngoài phải gần nhất luôn á, cái phòng gần nhất. Đúng xuống rồi. Xuống ngoài phải, xuống ngoài. Còn ngã ba tôi đang ở trên đó. Đâu cái sáng nằm đâu non? Dưới cái phòng quầy thẻ. Người chết không được nói vị trí mình chết. Không được luôn rồi.
chết có là chết luôn á. Có thể là ông Bắc cũng là kẻ giết người luôn. Wow, tôi đi với màu vàng. Ôi, cả hai người đều tự chuyển trước về luôn. Khoan, kẻ giết người có thể thôi tôi skip. Tại vì kẻ giết người có thể giết người xong report được. Skip đi mọi người, bây giờ lập lần chưa. Tôi lỡ vote mình à. Vote skip đi, nếu mà vote. Hả? Từ chắc ăn hả vote mọi người. Chắc ăn hả vote. Tội nghiệp chị Banda sẽ đi với bà. Không, tại vì tình nghi mà, tại vì tình nghi mà. À, đúng rồi. Tình nghi mình được quyền vote mà. Không, ở tình nghi mình lập lận hơi, từ chắc chắn hả vote. Tại mất người là thua à. Nè, tôi đi với mẹ. Thôi. Trong game điện nói không? Trong game nói gì? Quên. Tự nhiên cái ông nói ra cái ý của ông, tôi đi với mẹ. Chết rồi. Tôi mà nói ra cái tôi được cái bộ hôm mạnh, thấy không? Tôi nói ra cái hàng với người đâu dám giết. Làm như vậy bất lợi cho người kỹ rồi. Biết rồi. Tôi lỡ miệng thôi. Ủa thì có camera rồi nữa hả Tự? Có phần camera. Thấy không? Nè, lấy cái lập lệnh cũ ra là giả tét mồm luôn. Chỉ có cái nút về bi. Lấy cái lập lệnh cũ ra là điên luôn á. Cái OC tôi không làm được. Cái OC tôi không có task. Tôi không thấy task của cái OC. Em làm rồi. Vậy là phòng nào kìa? Rồi. Phòng bên phải á. Rồi ok thấy rồi. Sao nãy em nhấn vô không được cái phòng cái ghế ngồi á? Phòng khách á, giống như phòng khách đó ta. Có mũi tên mà nhớ vô không được. Ủa cái chat đó là dành cho người sống. À ở navigation. Chết rồi, bay cái máy bay sao? Nè. Ok. Ui dạ. Thôi. Tôi đang ở Reactor. Lần cuối này thấy tôi đang ở Navigation, tôi đang làm nhiệm vụ. Cái tôi nói cái máy bay này bay sao vậy? Ai chết hả? Tướng Ngọc. Ủa? Play chết nữa. Oh shit. Trong phòng lần cuối mèo thấy tôi. Trong phòng quẹt cái dấu vân tay á. Vậy là tôi cách xa phòng đó một ngã tư. Tại vì tôi lần cuối mèo thấy tôi mà tôi chạy ngược hướng với phòng đó. Có nghĩa là ông xử xong rồi ông chạy ngược hướng ra. Không, tôi chạy ngược hướng ở đó một ngã tư thì ông hiểu là một ngã tư là cách xa cái đó, tôi phải chạy rất lâu tôi mới thoát khỏi chỗ đó được không? Mà lần cuối mèo thấy tôi là tôi đã ở xa chỗ đó rồi, làm sao là tôi được? Tôi thấy là ở đây chỉ có Non, Hebi. Theo Hebi thì tôi nghĩ là cũng có thể là chị Banda. Tôi không biết, tôi không biết ai. Anh nói gì mà ba người. Tôi đang check cho là nãy giờ tôi navigation tôi không thấy Banda nha. Tất cả mọi người tôi đều thấy nhưng mà tôi không thấy mình. Tôi không thấy tất cả mọi người, tôi chỉ thấy mèo ơi. Nhưng mà ba Banda thì tôi chạy, tôi lướt tôi thấy bả. Mèo lướt ở đâu mày thấy bả? Mèo lướt ở đâu mày thấy bả? Nhưng mà làm sao tôi nhớ hết được, nhưng mà lâu thì tôi vẫn thấy bà Banda. Nói chung là chạy cũng lướt thấy tình lư. Nhưng mà từ đầu tới giờ thì tôi thấy bả được 2 lần. Tôi đang cố gắng làm gần hết nhiệm vụ rồi. Lần cuối là tôi chạy qua tôi thấy tất cả mọi người. Phúc đang chạy chung với tôi, đang đi tìm cái phòng oxy. Phòng oxy sửa rồi. Và sau đó tôi chạy qua phòng reactor để tôi làm hết cái đống nhiệm vụ của tôi. Tôi không biết ai hết thời gian boss rồi kìa mọi người. Bây giờ nói chung là 1 là Banda, 4 là mèo, 5 là no, 6 là happy. Tôi không biết ai. Sao nhiều người boss chị của chị Banda? Boss tôi hả? Happy có lý do boss tôi. Happy đó. Nó là nít sao chị Banda. Bên đây chỉ giết em 2 lần luôn. Bên đây bẻ cổ em trong phòng viện. Mọi người, hồn ma chứ không phải làm nhiệm vụ nha mọi người. Để cho mọi người cũng thắng nữa. Hồn ma chứ làm nhiệm vụ mọi người ơi. Nếu có là hồn ma cũng phải làm nhiệm vụ nha mọi người ơi. Để thôi ha. Ai kêu cho chị chết đi. Chị đâu làm gì? Em làm gì vậy? Chị á là react, chị là hồn ma nhưng mà chị phải giúp đồng đội của chị phá mấy cái chỗ trên tàu á chị Banda. Gì hả? Phá đâu vậy? Chị chứ. Nhấn nút bên phải á. Ơi. Phải hả? Có cái hình cái mặt á. Y như là cái gì á, chị chọn. Nãy giờ đâu ai vote tôi đâu, tại sao Happy lại vote tôi? Không, Happy nó vote bậy lắm. Happy nó vote bậy lắm. Chị đi phá đám luôn. Ai nó chuyển rồi, tên ông đẹp hơn tên tôi. Ủa sao cửa khóa rồi? Oh no. Ủa ai phá cửa à? Bà Banda. Chị Banda. Vậy bà hôn mình giết bà khi bà bé á đúng. Ê tại sao vậy, lỡ bạn có bị gì nữa thì đâu làm gì đâu. Ê được phá đá nữa được anh em. Ê chưa được
trai nha. Ở được phá đám. Bà không biết làm nhiệm vụ mà được phá đám thì bà vui hơn. À chị khóe vậy quá hả? Bây giờ phục viện tao bé con. Làm hết số lượng. Đứng trong mệt vậy. Này ổng rồi nè mọi người. Nhìn làm hết gì. Bởi vì mất bệnh mất bệnh nha tiểu sao. Đúng rồi, đi chung làm nhiệm vụ với mình vô bẻ cổ mình chứ. Em đang chạy đằng bả nè, phải bập 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 bập. Ủa, lúc mà mình phá là mình, ví dụ như mình đang đứng ở hai ba người, mình phá là hai đứa không ta? Sao? Lúc mà mình phá, lúc mà kiểu như là mình là imposter mà mình phá á, thì đâu ai okay. biết mình phá đâu đúng không anh? Đúng rồi, không ai biết đâu. Đâu biết, đâu biết, tôi bắt ông sao? Chị sẽ rút hết đầu xây trong này nữa. Rút hết. Ai khóa cửa. Làm gì hết. Rồi, nào quá vậy. Tôi đang quay lại cái... Mọi người cố lên mọi người, tái sắp xong rồi kìa, tái sắp xong rồi kìa mọi người ơi. Tôi lập luận rồi, tôi quay lại xong rồi. Ráng làm đi, tái sắp xong rồi. Ráng làm đi. Chị hỏi cái bạn. Ai? Phúc muốn nói ai? Hồi nãy tôi đang đi vô cafeteria. Nên tôi đi chung với Ninh đang chạy với tôi. Xong rồi tôi thấy Ninh dừng lại một nhịp. Xong rồi sau đó 2 giây cái oxy mất. Cái lập luận của ông nó không có xác thực. Nhưng mà để tôi... Khoan, để tôi lập luận cho mọi người nghe nè. Tôi có một lập luận là nãy giờ vậy nè. Tôi với Park đồ với Non đang chạy phải không? Nhưng mà có khả năng tôi thấy mèo đứng ở phòng store một mình. Tôi có khả năng mèo đứng store một mình và khi mà tôi bước qua store cố gắng chạy lại electric, lúc đó bắt đang chạy ngược hướng về, mèo có đuổi theo tôi. Sau khi mèo thấy bắt đuổi giang đi ngược hướng lại, mèo ngưng đuổi. Điều đó tại vì tôi không muốn đi theo ông nữa. Cái điều đó tôi thấy là có ai đứng kiểu đứng một mình trong bóng tối kiểu đứng một mình trong bóng tối đâu cha, con đang ta sẽ làm thằng nào để tôi chặt cổ nó mà kiểu như tôi đi tôi chạy phải không? Cái mày thấy đối tượng đây rồi thằng hút và cuối cùng bắt chạy ngược hướng lại và tôi đi, ông sống. Chạy ngược lại ông thấy tôi thì dĩ nhiên là cũng phải rồi không, nhưng tôi mà... đang đi ông chạy ngược lại ông thấy tôi thì tôi đi theo hướng khác thôi. Tôi chỉ hiểu ông đừng nói tôi giết ông, tôi giết ông nữa không. Tôi vote cho mèo lần lần của tôi thì tôi làm vậy đúng không? Mày vote cho đấy hút, Phúc vote cho đấy hút. Okay. Hai người này một người mọi người vote rồi chết rồi. Tôi tin mèo. Skip rồi. Tôi tin mèo. Ok. Đã tôi né ông rồi mà ông còn ráng. Vậy giờ sao ta? Vậy giờ sao ta? Mình có thêm thằng bảo vệ kẻ xấu rồi mấy bạn ơi. Thằng này nó mua muội quá rồi. Mình phải giải thích sao cho nãy tin mình mấy bạn, mình phải lập luận lại rồi. Giờ mình bảo đảm là mèo. Bảo đảm là mèo không dám giết mình mấy bạn. Ê mình nhắn vào dấu S màu đỏ là phá đám đó đúng không? Em không biết. Biết. Tôi vẫn giữ nguyên lập luận của tôi là nên. Nên vô đấy hút đúng không? Đúng lúc, tâm minh quá chuẩn. Thì tôi ai biết đâu, thì tôi lập luận tôi thấy xác thực nhất là vậy. Tại mèo đuổi theo tôi hai lần. Lần nào phá hết rồi. Hết đồng xì, rút hết rồi. Con thở. Thì nó rút hết rồi. Ui. Chị rút hả? Chạy đi đầu của chị luôn chị mà nói. Trời ơi, chị chuẩn bị rút nữa nè. Rút nè, 2, 3. Mà mỗi lần sửa đó ống lên cào lắm á nha. Không sao đâu đại nhân quay à. Dạ, đóng cửa và làm đủ thứ hết. No. Không sao đâu, không sao. Đừng sợ. Đợi chắc còn. Hãy đãi. Chuẩn bị. Ê mọi người. Sắp xong rồi nghe mọi người, mình sắp thắng rồi mọi người ơi, nên cố gắng lên mọi người ơi. Mặc kệ cho những kẻ ngây ngô đi. Nữa kìa. Ủa còn rồi, nên tôi bỏ đi, nên mới sửa oxy đúng không? Nên vậy tôi mà ông ngáo hả? Không, còn ở dưới kìa, ở dưới là nên sửa cái dưới rồi. Ừ, đúng rồi. Rồi, vậy là sao ta? Vậy là sao ta? Vậy là sao ta? I'll betray your friend, the man. You are betray me. Why you so get her boy? Ủa rồi chạy lại trước rồi sửa trước. Why you so get her boy? Rồi chạy lại trước sửa trước vậy là tính đó hả? Ai biết đâu thì tôi đang cố gắng rồi. Tôi thấy bạn tôi chết rồi man. Tôi làm gì ai á? Chưa chết hả? Thấy giờ không? Lần nữa là thắng đó mọi người.
Sợ em lần hắn luôn rồi đó. Làm vậy? No. Không chịu cực khổ. Chưa. Rồi bạn tôi chết rồi man. Bạn tôi la và bạn tôi chết rồi man. Vô vọng á. Dạ dạ là tôi biết tôi phải phải giết ai rồi đó man. Dạ dạ non biết phải phải làm gì hả non. Non biết làm gì hả non. Tại vì bạn tôi nè, tôi khỏi nói nè, khỏi lật bàn nữa, tôi xin lận nè. Tại vì Phúc quá tin mèo phải không? Nên mèo có thể chạy theo Phúc phải không? Và có thể cắt cổ Phúc bất cứ lúc nào phải không? Tại vì Phúc là thằng ngây thơ. Tại sao ông không dứt khoát đi đổ thừa cho tôi? What? Làm sao được man? Tại vì phát đi lẻ cho tôi quá nhiều điều đó, bắt có thể tự kiểm chứng được rồi. Non cũng có thể cảm nhận được điều đó rồi man. Bạn để các bạn thấy màu nâu không các bạn? Bạn mình nó quá ngây thơ các bạn ơi, nó sẽ chết các bạn ơi, nó phải trả giá gì được đó là. mình đã bị dí mấy lần các bạn mà mình khẳng định điều đó là chắc chắn các bạn. Mình ghê nó đi, mình đi lẻ là nó dí mình hoài, mình né các bạn. Mình đúng sợ luôn rồi. Hobby là em là hồn ma, các bạn thấy không Hobby? Anh vừa thấy mặt nó là anh né rồi. Oh man. Mà mày bắt đầu không chịu tọt ai để có mình chạy à? Chờ vô tọt nó lộ lắm chị mới không ra. Tại vì chị chết á là cái điều đó là em tin vào non, non thấy là chị bước qua phải không? Nhưng mà Phát cũng có thể là Phát nữa. Tại vì Phát tự nhiên bảo ngược và ngược lại cho chị Panda. Có thể là Phát muốn là người xấu nhưng mà giả tốt, đúng không? Nhưng mà sau đó em suy nghĩ lại là non có thể là chính xác là khi mà chị vừa giết không, chị chạy qua non nhìn thấy thì em phải tin non đầu tiên. Rồi Thế Bi đâu mọi người? Chị Panda đâu? Phát này là không được. Vô lại, phát này nữa là anh em cây khế rồi mấy bạn ơi. Đu một cái là nó ngã à. Nó ngã thì nó chết mấy bạn ơi. Ê, mà chơi là phân cũ đúng không? Phân cũ mà. Mèo cay tôi lắm rồi, tôi nãy giờ tôi cứ nóc mất mèo rồi. Rồi tôi nghe tôi up stream xuống là tôi có mèo không à, qua đây cười một cái với mấy bạn fan của tôi ơi. Kiểu như mình cá thì rút ra nhẹ nhàng thôi, rút ra không. Sao kỳ vậy, qua cười với mấy bạn fan tôi chứng minh mình vẫn vui vẻ nha, mình không có thù hằn nha nha. Ủa chắc bọn tôi rảnh đó. Bắt tay cái mình không thù hằn nha nha. Tay cái ơi. À thấy không? Mình sao không có thù hằn với mèo nha. Người sao mà tiểu nhân á, lấy bụng ta si bụng người quá. Có đâu, tôi sợ hồi tôi ốp tim sẽ tụi đấm thôi. Nãy giờ tôi biết hơi nhiều. Nói bị đấm đầu. Nãy giờ tôi biết hơi nhiều thôi. Sao? Để em làm nhiệm vụ dài cái nhiệm vụ hay giết em nha, chứ đừng có để em nhiệm vụ cái liền nha. Bây giờ em đúng không mọi người, để giờ chơi chứ ta chết rồi. Đúng tội nghiệp này luôn mọi người ơi. Nãy giờ chơi luôn á. Ừ. Thế em ơi. Ủa? Sao okay à? Nó bấm đúng rồi. Em bị giỏi à? Có, bị giỏi rồi. Em chơi được mà. Không, nó bị lắc rồi. Thấy không? Nhiều khi nó cấu quá, nãy giờ ai giết nó cấu quá đâu. Lắc kìa. À. Thôi Vừa Na thôi, thôi em Vừa Na. Ha. Tôi nghĩ Vừa Na ngàn. Tự nhiên cái vừa dâu dưới tôi đứng lại. À, chị Panda có thể cái kế hoạch của chị Panda hay. Chị Panda có thể là kẻ giết người phải không? Như chị Panda cố tình lòi ra mình là kẻ giết người. Để không? Lòi ra chứng cứ ngoại phạm của mình. Đúng đáng sợ luôn các bạn. Còn đáng sợ. Ê khoan, từ từ để chị lấy cho vô phòng, đừng ai đụng chị. Dạ. Rồi hả? Rồi. Từ từ đi, từ để chỉnh map sao bao tác. Tôi chỉnh map trời. Ủa, tự nhiên cái trời chị xíu cái. Ủa, ai phát hiện? Phong Bi chết. Hay Bi chết. Ờ, Hay Bi là nãy nó chết. Hay Bi đâu, có Bi mà. Ừ. Tôi đang ở phòng medic, tôi đang chuẩn bị làm vụ ở medic. Em đi sau lưng chị mèo, chị mèo. Ừ. Tôi mới chị mèo, Panda thấy Panda đứng yên nha. Đúng rồi. Thấy hút với một người nó chạy qua. Đúng rồi. Chạy qua là sao? À, nó nghe nè. Chị thấy tưởng không. Ai phan trước hết, Phong Bi chết ở đâu? Non phải nói người không nói vậy? Không người chết không được nói vị trí của mình vậy? Ông để non nói. Có bị chết đâu? Tôi vừa sửa xong. Ông sửa cái gì? Chạy lên thì thấy đâu đó phai phòng đau phai không có xác. Phòng đau phai thấy xác chết không có phòng đau phai đó cái phòng điện hay gì đó anh có phòng đau phai tôi biết chỗ mà tôi tức thấy hết chạy qua có tức cũng không được bên nói đâu. Mà ông thấy màu gì? Ông thấy màu gì? Nó nghe nè, Tiểu Ngọc nó dí theo tôi xong nó ngừng lại một nhịp và sau đó báo động đỏ hiện lên.
là lúc đó lúc đó vừa báo cáo không phải kiểu như ai đang chạy cũng khả năng là sợ kẻ giết mặt là kẻ giết người, ta phải ngưng lại á. Nó rượt luôn hả? Chị mèo đâu em rượt chị. Tôi xong rồi. Hai tôi không chắc, chị thấy em rượt chị vote em thôi. Rồi tiếp không? Chị thấy em rượt chị thì chị vote em thôi. Chứ giờ chị không biết nói gì luôn. Chị giao nó cái người kia. Thằng này. Thằng này thôi. Chị vừa chạy vừa canh em á Tiểu Ngọc. Ngọc ơi bạn. Thôi chị Panda, chị hỏi cái đó, chị bị chị chết hả? Sao Tiểu Ngọc chết cái con người dí tôi dữ vậy ta? Tôi đi làm nhiệm vụ mèo ơi. Sao Tiểu Ngọc chết cái con người dí tôi dữ ta? Ai hả? Ôi hồi nãy mẹ em thấy tôi vote chung với mèo hả? Phải không? Đừng có hại bạn mà cũng có vẫn là địa vị của mình nha. Rồi. Ôi mèo đứng đi, mèo đứng ngay cái van luôn kìa. Tôi thấy mèo đứng ngay cái van luôn nha. Bớt đi. Tôi thấy mèo đứng ngay cái van nha. Đứng ngay van luôn kìa. Thôi dòm máy nè, dòm đi. Thôi bạn đừng có chơi bạn. Đừng có chơi, cho giờ máy này dòm đi. Mình có cái nhiệm vụ download ở đây nè bạn. Mình có cái nhiệm vụ download ở đây nè. Thấy cái wifi đấy không? Thấy cái wifi không? Từ để tôi check rồi. Sorry. Tôi không thấy nha, tôi không thấy. Đây nè, tôi mới đào trên kia xong. Đúng rồi. Bắt xuống đây. Xuống đây. Tôi mới đào trên kia xong. Mọi người. Tôi mới đào trên kia xong. Tôi phải xuống đây đào cục này nè. Giờ tôi đang đào rồi nha. Mọi người chơi kiểu không phải kiểu đừng có kiểu mà kêu người này người kêu lại kiểu giờ làm vậy mọi người. Làm vậy chơi kiểu đúng ăn gian luôn á, kiểu mình chơi đồng đội rồi. Ủa chứ bạn vô mình đang làm nhiệm vụ bên đó mình đứng kết hợp. Thì tôi thấy thôi, tôi nói khoan. Ê, giờ ra lại lượt chơi đi. Kiểu đừng có nói vị trí của mình đang đứng đâu với đừng có nói là tôi đang làm này đang làm kia đi. Chừng nào mà khi mà kẻ giết người rồi á thì mình mới báo cáo vị trí của mình lên thôi. Vô phòng vote rồi mình mới nói chứ đừng hỏi tại sao mà người kia đứng đó, người kia đứng đây. Làm vậy thì bất công với kẻ giết người quá. Tại vì ông hỏi tôi trước thì tôi hỏi là thôi. Tôi lỡ hỏi thôi. Thì ông hỏi tôi thì tôi mới kêu là thôi. Thôi thì thôi đi, đừng có nói. Rồi xong rồi ông nói như vậy, thấy chưa? Thấy chưa? Mình tỉnh. Bây giờ vậy đó, mới vậy. Mới vậy. Cũng hỏi ta trước. Hỏi ta tướng người ta trả lời thôi. Thôi để tôi, nãy giờ tôi quên đọc comment của mọi người. Mọi người em vào nốt một slot đi anh. Thôi em đã stream rồi sao? Ê, có người chết. Gì vậy? Ở đâu? Trời ơi. Hồi nãy tôi đang ở cafeteria, ai lại gần tôi tưởng nó kẻ giết người tính giết tôi. Ê, phát chết ở đâu? Mẹ em đây. Em để chiếc cafeteria dưới ở dưới trên nhà nó. Em thấy xác chết ở cafeteria luôn hả? Đúng rồi. Tại sao chị nghĩ là bắt, chị nói lý do đi. Tại sao? Tại chị á, chị nghi. Chị không biết em tại Banda. Nãy giờ Banda dí tôi hơi bị nhiều luôn á, tôi phải đảo hướng luôn. Khoan. Tại chị á. Nếu mà ngành cứ đi theo chị hoài. Trời, tôi mới thấy Banda tôi đảo hướng rồi. Khoan nè. Tất cả im lặng. Nghĩ là ông chuẩn bị ông bắn chị một cái xèo. Tất cả im lặng để tôi giải thích cho nè. Kẻ giết người. Nếu mà mèo chết đúng không? Nếu mèo chết, cái này ai chết? Tiểu Ngọc đúng không? Này mèo. Mèo chết đúng không? Thì bạn Tấn Thành này báo cáo. Và kẻ giết người vừa giết người xong thì sẽ có dây delay. Thì nếu là Park hoặc là chị Banda thì không thể hai người này vừa giết người xong dí nhau được. Đó chính là chị Banda. Và tôi không thấy xanh lá cây. Khoan, hình là nãy xanh lá cây ở cafeteria với tôi đúng không? Lần cuối đúng không? Hồi nãy tôi thấy xanh lá cây ở trong phòng reactor. Tôi nghĩ là xanh lá cây. Tôi nghĩ xanh lá cây tại hồi nãy tôi không thấy. Ok, xanh lá cây. Cũng đúng, từ reactor qua bên kia cũng hơi lâu. Lần này tôi tin bạn Red Hood VN của tôi. Tin tôi đi không? Cảm ơn ông, tôi đã hát tin ông. Oh my god. Đó. Thôi, lần cuối từ đây. Đây còn Tấn Thành đó, tôi từng nghĩ là Thôi, mình không nói bạn ơi, mình sẽ không nói bạn. Không biết tin ai trong cuộc đời hiếu quạnh. Không biết tin ai trong cuộc đời hiếu quạnh luôn. Thôi, đi sửa. Nửa ấm rồi mọi người, nửa ấm rồi. Rẽ lên 23 giây nữa, qua CO2 nhanh lên. Không biết đường qua. Thôi. Cái phòng bắn đồ á. Ơi. Cái phòng ở đây phòng bắn đồ á. Ủa. Một cái xác chết trước chỗ của OC2 luôn. Bẩn. Chị nói là ông nâu. Hả? Không, tôi chắc chắn rồi, tôi chắc chắn Banda rồi, nãy mình đang dí tôi thấy Banda tôi đã uống được. Chị cắn cân. Không. Chị nghĩ là cân. Em biết ai nữa nè. Ê, hai người vote qua lại đi rồi anh hút quyết định.
gì tôi vậy? Không biết, tôi khoan từ từ. Hai người luôn á. Hồi nãy tôi khoan, Phúc, đúng rồi Phúc. Bà Panda, tại vì khi mà bà nói là phòng tôi nói phòng O2 phải không? Ông hồi nãy hình như bà Panda có nói để chạy để qua phải không? Chạy qua đó để mà làm. Chị đang chạy qua. Qua cái mũi tên. Đường vòng qua mũi tên hả? Đúng. Phúc vậy hết rồi, lần cuối Phúc ở đâu tôi? Tôi vừa chạy qua tôi thấy xác chết nằm trước cửa phòng của hai. Tôi còn đúng một cái mission trong đó là không nhau. Tin nên tin cái tin chị của tất. Không, em phải tôi chở cái đi em. Em tin bạn của em chị Panda, em không là bạn em thất vọng nữa đâu chị Panda. Cưng là tại chị Hằng cưng. Lại lỗi gì chứ. Chị Panda nãy giờ giết tôi hơi nhiều. Chị Panda nãy giờ giết tôi hơi nhiều. Dạ. Rồi rồi không. Không rồi. Không rồi, không đánh chết tôi rồi. Rồi bạn tôi thì kiến. Bạn tôi. Thấy chưa? Thấy chưa? Em vừa viết cái OC ra ông chém em rồi. Hai chẳng cứ đặt lòng tin cho hai người đó là Inverter. Đâu? Tôi đâu phải Inverter đâu ba. Thằng hôm trước đi ông ơi. Cái game này bị lỗi rồi, làm sao tôi có chữ màu đỏ được? Tôi đâu phải Inverter đâu. Ủa sao vậy? À, vô lại đi mọi người. Cái game bị lỗi mọi người, hình như hồi nãy Phúc giết người tôi thấy rõ ràng. Wow. Anh vô lấy cái cũ hả? Vô lấy cái cũ cho Panda. Chị bấm vô play again rồi chị để chừng nào cũng vô không vô chị đừng có bấm hot game. Mọi người làm gì cứ nói là Inverter hoài mọi người. Bạn này kỳ okay, thiệt chứ. Mình sẽ làm phù thủy. Thôi bây giờ tôi không nói nữa nha. Lần này ai muốn report tôi thì report tôi đầu tiên đi. Tôi buồn lắm rồi. Tự nhiên cái nói tôi Inverter hoài. Em sẽ làm cô phù thủy nhỏ. Hằng. Hằng. Mèo, chạy theo chị mèo đó. Đúng là hai người này kỳ chứ. Ừ, em chạy thôi chị liên quan gì. Tại sao kẻ thù trước mắt lại không nhìn ra. Em với chị bị hút chắc mũi. Hằng. Hằng. Ớt. Em làm dụ nha mọi người. Mọi người cứ đứng đó đón hoài chết. Đúng rồi. Tôi làm xong rồi đúng một cái reactor là xong luôn rồi. Đừng có đón hoài. Đón hoài hồi chết. Ê, với lại cái này khó chịu ha, kiểu như tại sao mà tất cả chúng ta không thấy chung một nhiệm vụ ha. Tại sao mọi người phải thấy riêng nhiệm vụ. Nếu mà thấy chung nhiệm vụ thì tôi biết hết rồi. Bây giờ đau tay phone quá. Đeo tay phone hoài mà anh thấy đau bạn, đeo cái quỷ này. Ui. Bắt mẹ. Ôi, tưởng học anh với em, tưởng học tự nhiên cái bắt nè. Ồ, nghe sợ vậy. Đúng sợ luôn á. Là đường công bên đó mà. Băng. Gì tưởng học. Tiếng Ngọc khoe cái súng này nè. Ngọc. Gì ta? Rồi xong rồi mà đã chịu được cái gì? Tôi đang O2. Em này ở cái O á. Hai người nó hẹo. Hai người nó hẹo luôn mới tục tiếp. Hai người hẹo lắm. Tôi nghe hai người đó với hai người nó hẹo rồi. Tôi biết sao. Tôi ở phòng camera với hai người. Nằm hay ở đâu? Ông ơi, để nằm chát lên. Nó báo cáo rồi. Tôi với KB ở phần camera nha. Ông, ông thấy không thấy ai nhưng mà bạn, mọi người nói lại vị trí rồi. Mọi người nói lại vị trí. Phát ở đâu? Tôi đang chú ý Phúc Bi ở phòng web mình. Mèo đâu? Camera với KB. Tấn Hành. Em đang ở cái chỗ ô làm nhiệm vụ. Sao không hỏi chị đâu vậy? Khoan. Chị Panda ở đâu? Ủa chị Panda chết rồi. KB ở đâu? Ha, tôi một lần tôi có chạy ngang hay bi mèo nói lại hay bi đâu chứ ở phòng camera với tôi lúc cuối cùng á ngay cái giây phút vót là hay bi chạy vào phòng camera tôi chạy ra mèo chạy ra hả rồi còn phút cuối cùng là chị ở trong đó hai người chạy ra chị vô đập tay nhau có không. Ok khoan vậy là mình không có chứng cứ mọi người ơi kẻ giết người này không có chứng cứ là vậy nè hồi nãy chị bị bẻ cổ chị chứng cứ để bị gì với ai giết chị đấy. Thì bị bắn đấy, gì mà đây. Thôi skip đi nha. Skip đi 10 giây không thể nào phán đoán mà được ai là cái người nữa. Hai bi. Hai bi nó không biết skip đâu anh. Hai bi nó không biết skip đâu. Ông đừng có nghi vào quá hai bi nó nhiều cái nó không biết lắm. Hai bi nó ông khó đoán lắm ông đừng nghĩ tới ông, nó. Đừng nghĩ tới nó, ông cứ nghĩ là nó không tồn tại đi ông. Cứ nghĩ tới nó đi. Lấy nó cũng đừng nghĩ nó luôn. Không cứ cứ nghĩ tới nó đi nhưng mà ông phải suy nghĩ nhức đầu với nó lắm. Chơi gì nữa kệ mình đi mình ăn giờ mình đi giải khác nhân cái gì đâu. Mình giờ ai cũng lạnh lùng ít nói chỉ còn hai chị em mình được nói thôi. Tiếng Ngọc nói Tiếng Ngọc nè ai giết cưng à chị biết rồi đó chị biết ai với em đó cắt chút mắt em bằng ừ. Chị rất kinh nghiệm Tiếng Ngọc chỉ còn cái đồ già thôi. Nè, đi. Tôi đang ở máy bay.
Em vẫn đang làm nhiệm vụ mới vừa xong luôn. Em từ phòng Elite chơi chạy lên Ademin. Em thấy ông bắt chết. Tôi đang máy bay. Lúc đó Happy đang chạy lên Terraria. Happy đang chạy lên Terraria hả? Lúc đó giờ em vừa chạy vô để em làm nhiệm vụ trong phòng Ademin, thấy bắt chết và Happy chạy lên phòng Terraria. Từ AD lên Terraria thì gần lắm. Đang làm quần ngay đó. Còn chị với Tiểu Ngọc thì đang đứng chỗ đó. Sao bị chỗ bắt chết hả? Happy nó chát lên mặt cười kìa ba. Happy nó chát lên mặt cười. Nướng nhau hiểu luôn. Không thể đón được. Ủa Phúc bị chọn ai? Ủa Phúc bị voi à? Hả? Happy nghi ai? Phoebe nghi ngờ Happy tại lúc đó chỉ có Happy đứng ngay đó và đi lăn quanh ngay đó để lên Terraria thôi. Nên Phoebe nghi ngờ Happy. Không phải Happy nha, không phải Happy kỳ nha, kỳ quá. Tại tôi nghi vậy, có Happy không? Nó bình thường lắm, nó là cái chiếc người nó chỉ nói không phải. Còn tự nhiên là nó bật mít lên nó nói câu dài sọc luôn. Giờ nó già hơn rồi sao biết được? Nó già hơn rồi biết được, mà Phoebe cũng nói đúng, tại vì kẻ giết người có thể đi bằng van. Van kỹ rồi phải giết người xong rồi báo cáo. Thường thường là kẻ giết người lúc đó phải đi bằng van. Nhưng mà lúc này Happy lại đứng ở đó. Không kịp rồi. Skip đi. Chị cũng đứng ở đó. Rồi Happy văng rồi. Happy văng rồi. Không skip luôn à? Thì không skip tại vì anh không biết là ai. Not in the butter rồi. Đó rồi kẻ giết người rồi. Xong. Happy vậy kẻ giết người đi bằng van rồi. Em tính chính là không phải em nha. Happy không ít chui hầm lắm, thường thường Happy giết xong đi ra không à? Vậy là thành tấn. Game không phải em nha. Em đợi khoan. Đây không phải đây không phải là lúc để giải thích. Từ từ đây không phải là lúc để giải thích. Đúng rồi, đây là lúc để giải thích. Tôi tính cái nhiệm vụ quẹt thẻ. Tới 3 nhiệm, mình nói gì đây. Anh Ngọc ơi. Ủa anh Hút làm được cái nhiệm vụ quẹt thẻ đó, để anh Hút làm đi. Đâu, anh không có xuất hiện cái nhiệm vụ quẹt thẻ trên màn hình, thằng điên này. Ủa vậy hả? Làm sao mà anh làm được cái nhiệm vụ quẹt thẻ à? Nhiệm vụ đó mà làm hoài không được luôn á. Anh đang chạy qua phòng điện nè. Phải làm nhiệm vụ cái người mà ấy là Yuna, những người giết mình là Yuna. Thấy không? Những người giết mình nè, đó. Đó. Em không người đó cái tướng vậy. Với cái màu vậy. Khổ thân thiệt chứ, trời ơi. Ui trời ơi. Được rồi. Trời ơi, nó lung tung hết. Thấy không? Rồi thua rồi. Thấy chưa? Ai hả? Tôi nghi ngờ Phoebe rồi, Phoebe vô bẻ cổ tôi cái thấy Hút đứng đó rồi, bỏ đi luôn rồi. Mình đã giết hết những người mà có khả năng suy luận rồi mọi người. Mình đã giết hết những người có khả năng suy luận rồi. Hai bạn liên tục chứ hả? Tôi thấy Phoebe sợ tôi, thấy Hút đứng đó kiểu tôi kiểu là Phoebe, Phoebe chết chắc. Không, thấy Hút đứng nhìn một giây rồi Hút bỏ đi. Oh no. Kẻ đứng nhìn. Tôi không quen biết ông, tôi không nhìn thấy gì cả. Kể như là rơi vô tay hai mỹ đen rồi. Mọi người nó đâu rồi? Mọi người nào giỏi rồi, phát cái giỏi. Rồi bắt đầu nè. Dạo này sao mình ác quá mấy bạn. Lâu rồi nha. Mới đĩa máy mèo lại blotter. Mèo sao nãy giờ hôm nay mèo bị shock rồi mấy bạn ơi. Nãy giờ mèo không suy luận được gì mấy bạn. Nói thì bắt đầu người ta nói gì kể rồi. Nói bảo vệ mọi người không mọi người. Giờ trong dây lạnh lùng ít nói. Rồi. Nên là ai đây, còn đâu là ai đây? Không là bác. Chị Danny à? Thôi quên. Ăn sorry. Giờ mình im lặng đi tới khi trao đổi trao đổi mọi người. Ok, ăn sorry. Ăn sorry chị Vanda chị Hèm hả? Không có. Sorry là xin lỗi. Tôi thấy nè, từ tôi thấy một kẻ giết người mới giết người xong đi bằng van đi qua chỗ khác. Theo tôi tình nghi ở trong đây những người có khả năng á biết cách chơi để đi bằng van là Phoebe, Phát, Tiểu Ngọc mà Phát vừa chết ở đó thì có thể là Phoebe hoặc là Tiểu Ngọc. Theo cái kiểu mà khoan. Tấn Thành khoan. Biết rồi khoan. Đây, loại bỏ một trường hợp hoàn toàn ra luôn là chị Panda và Happy. Anh khả năng anh chắc chắn 100% chị Panda không thể nào đi bằng van được. Loại bỏ chị Panda, chị Happy. Vậy là anh quyết định là Tiểu Ngọc thôi.
anh khẳng định ai mà chui chứ được. Tại vì lần cuối anh thấy anh tức là anh vô quá trễ rồi, anh không thể nào thấy cái nắp hầm đóng lại là màu nào. Tại sao anh khẳng định là em? Tại vì anh nghi ơi. Chị mèo không phải nè, chị mèo lúc đó. Chị với Cưng đang đứng sửa điện với nhau. Tôi Tấn Thành có khả năng làm chứng là tôi bước từ phòng đó ra. Tôi Phát Bi đang đứng sửa điện với nhau. Tấn Thành thấy tôi đúng không? Đúng rồi. Vậy là không phải là tôi. Thì mọi người cứ vote đi. Tiểu Ngọc nói, đang Tiểu Ngọc đang đâu, ai thấy Tiểu Ngọc? Bạn tôi không phải ai là Conan không? Em đang một mình em luôn á. Đang ở một ngày luôn á. Tôi không biết một mình nhưng mà ông ở chỗ nào? Tôi vote ra, tôi skip. Căn bên xăng thì anh hút thấy cái thế ở đâu anh hút? Anh thấy trong phòng admin. Thì đúng rồi, trong phòng admin. Admin thì căn bên xăng luôn rồi. Gần. Nhưng mà chị không biết thì chị skip. Thì ai theo tôi được thì theo. Theo. Thì ai theo tôi được. Rồi mình đuổi theo tôi luôn hả? Nhưng mà chúng mình sẽ là tình nghi à. Dạ tôi không biết ai nhưng mà tôi sẽ né tất cả mọi người ra đó. Cũng có thể là anh hút sẽ report nữa. Ừ, chưa đâu. Đâu thì tôi có một người ngoại phạm là Tấn Thành thấy tôi bước vô cùng với lại Tấn Thành mà. Phòng camera của mọi người. Em cố tình đi chung mà. À em cố tình. Em cố tình đi chung thì Tấn Thành nếu mà giết người Tấn Thành không ai đi van nhanh tới mức đó. Vừa vô tôi với Tấn Thành đang sửa nhau ở cái phòng à, cái phòng Commander đang bắn vệ tinh. Đúng không? Thì làm sao là Tấn Thành được. Hoặc là Tấn Thành nhanh tay tới mức giết phát xong dịch chuyển thẳng lên phòng Commander. Chị mèo. Thôi. Gì chị mèo? Thôi. Tới 3 người nè. Có ai thấy xanh lá đi đâu không mọi người? Ba người nhưng mà coi chừng giống nãy em tôi nha, tôi cũng thấy có người đông. Có ai thấy xanh lá đâu không mọi người? Đừng không thấy nha. Không, mà nãy có ai thấy xanh lá bước qua trên con đường của Engine nào? Tôi sẽ phải giải oan cho bạn tôi chết oan quá. Tôi phải trả nợ cho bạn tôi. Nãy giờ tôi cho anh bạn tôi hơi nhiều. Phút Conan, tin tưởng. Rồi tôi giờ thì tôi sử dụng quyền lợi của mình nha. Tôi vote cho Non. Tôi vote cho Non về những lý do sau đây. Tôi đang bước trên con đường đi đến phòng reactor. Non đang đuổi theo tôi. Bỗng nhiên Non quanh lại xong tôi dí theo Non. Non chạy lên mất tiêu. Trên đó có 3 người đi. Tôi có hỏi ai thấy xanh lá đâu không mọi người. Kiểu im lặng. Tiểu Ngọc nói Tiểu Ngọc đang đứng mình. Và mọi người bước qua kiểu như không ai thấy xanh lá. Sau đó tôi quanh qua phòng bên phòng chỉ huy. Tôi thấy xanh lá ở trong phòng đường, ở con đường đó tôi bước vô phòng đó, xanh lá có đuổi theo tôi và xanh lá bỗng nhiên ngừng lại khi thấy có người đang đến. Tôi vote cho xanh lá. Phát Bi, em đi theo chị để em có người làm chứng hả Phát Bi? Em đi theo chị tại vì hồi nãy giờ em biết chị là người. Đúng không? Trời đất ơi. Mọi người, mấy bạn fan vote ai? Em nghĩ là vote xanh lá, tại vì nãy làm vụ download đâu có xanh lá đâu làm. Nãy em cũng không thấy xanh lá luôn. Bây giờ em chưa có chứng cứ mọi người là người, bởi vậy chỉ có em nãy em thấy chị ở trong phòng Electro làm nhiệm vụ lên thôi. Ok, chị tin em. Chị cũng không biết. Chị mèo ơi. Cái gì đúng không? Nếu mà em là kẻ giết người em không bao giờ theo chị lộ liễu gì cỡ vậy đâu. Giờ kẻ giết người đang muốn giết tôi lắm tại vì tôi là thằng nói nhiều. Thì 10 giây nữa mọi người chọn lẹ đi mọi người. Còn mau lên nữa mà không okay, mà chọn. Em sẽ theo anh hút nha. Biết nữa. Tại anh hút Chị ra ra, không nghe thấy chị ra đó. Nói lý lẽ đúng. Còn gì nữa. Đấy, cuối cùng ra cái hút cũng đã giải ra được người xử tôi. Hồng Ma đã lên tiếng rồi, Linh Hồn nó được yên nghỉ. Không, cũng có thể là em, tại em nói em đứng một mình mà. Con ma đi phá rồi kìa. Mọi người tất cả làm nhiệm vụ mọi người ơi. Ít cái quá là nó giết hết á. Cái chỗ văn vắng sợ quá. Rồi ai khóa cửa rồi. Cửa luôn. Sao ai mà cứ hết khóa cửa nhỉ? Ê chị nghe cái chàng làm sao không biết nha. Trời má ơi, hết hồn. Nhắn tờ lương chặt đi.
cái đó là cái bản đồ của người ta, chị bỏ nó ra chị. Cái tờ của ta rồi đó. Chị tha. Chị tha cho nó đi. Chị tha ok. Đừng có tăng cái nhắc từ lưu học dịch đi chứ. Còn khóa nữa rồi. Trời ơi. Chị hẳn cái cửa đó nha. Chị hẳn cái cửa nó khóa hả? Bấy nhầy luôn. Chị bên đây là chị tắt oxy thôi, em nói vậy. Vậy? Chị bên đây chắc là chị tắt mèo. Oxy thôi à. Mèo là em lót tơ mọi người. Chắc mốt mình mà nói câu đó nữa mèo chắc lấy cái cây đập đầu. Tắt đèn rồi kìa. Bữa tên, bữa tên, bữa tên. Nó vô tắt đèn nó tờ. Kinh khủng như vậy. Sửa rồi. Đi tụng đi hút nè. Ai đóng cửa nữa, trời đất ơi. Nghi phát quá à. Bắt chết rồi. Wow. Cái ông kia, cái ông non á. Này là làm gì vậy? Non chết rồi. Ông người, ông xét khỏi thế nhân, ông có chạy phát. Ê, có ai làm thùng nữa không? Chị không biết làm nha. Em không có nhiệm vụ ở đó. Mấy cái số là bấm sao ta, em không biết luôn. Bấm theo cái số mà có cái giấy kia bên. Không có giấy luôn. Nhấn tà le đi. Nhấn tà le đi. Rồi. À nhắn vậy. Với Poppy tôi check camera tôi thấy nó giết Tiểu Ngọc. Rồi tôi khả năng này 100% tôi sẽ vote Poppy. Tại vì cái câu đó vô cùng khẳng định luôn rồi. Nó không cần phải lập luận nữa. Oh my god, chị tin mèo 100%. Vậy khỏi cãi đi. Poppy đã im lặng luôn rồi. Poppy đã im lặng luôn rồi. Poppy đã im lặng rồi. Im lặng luôn rồi. Cái câu mày nói cắt lưỡi Poppy. Tôi check camera thấy nó giết Tiểu Ngọc. Em đứng coi camera thấy Tiểu Ngọc sao chạy mình vậy. Còn nói được chứ camera sao nói mấy ông. Em giết người tay non quá Poppy. Chị tin tưởng em mà chị liên Tiểu Ngọc ai ngờ để em giết Tiểu Ngọc. Anh mới đánh cũng nghĩ Tiểu Ngọc nữa, tại vì á cái van đó mà Tiểu Ngọc nó đứng ngay cái phòng xăng á là cái van nó đi thẳng cái phòng xăng á. Nó mới đánh Tiểu Ngọc. Mốt phải lôi nó ra khỏi chỗ camera. Mốt em giết ai em đừng có đứng ngay phòng camera em hết đi. Không, hồi nãy em thấy chị mèo chạy qua đây rồi, không thấy ai trong security hết. Security. Rồi này nó chết dở rồi, nó chết lậu rồi. Thôi boss đi thôi, còn chờ gì nữa anh em? Happy còn chờ gì nữa? Làm điều Happy thích nhất đi. Cái lúc nó cần, nó không bao giờ nó boss hết. Nó giờ nó dư rồi nó khỏi đi. Kiểu như nó nói là kẻ xấu mà ta đã hằng mong đợi đã xuất hiện rồi. Happy phải gì kết thúc với cái liệu. Giờ em không biết làm không biết Happy giờ. Giờ em nghĩ lại là em muốn giết rồi. Không, thiệt luôn á, nãy nhốt Happy lại luôn á. Để bao nhiêu người vô tội ra đi. Rồi. Không chạy chết nhất. Chạy chết, chết nhất luôn rồi. Tại vì tôi suy luận quá chặt chẽ rồi không. Còn mèo đúng vô miệng câu gọi là chắc chắn luôn rồi. Ông non quá. Ông non quá hả? Non quá. Từ ta đẩy từ cho tới giữa hai người mới giết. Bắt đầu vô giết nhiều quá. Mới chơi thì thường. Hãy nghe tiếng gọi của em. Mấy bạn fan này nãy giờ anh chờ mấy bạn comment cả ai là kẻ giết người mà sao mấy bạn không comment chứ chơi anh buồn quá trời. Sao nãy giờ muốn làm người xấu mà trong dây người tốt hoài ta? Tôi cũng làm thế. Sao mà mèo suốt ngày đòi dây người xấu rồi mèo mà muốn giết tôi lắm mà mèo. Thích là người xấu lắm. Ừ. Tôi giải cứu được bạn tôi mừng. Đã thù được rồi. Vậy tôi chết oan á. Ủa? Bắt đã được siêu thoát. bắt siêu thoát. Camera bút cá rồi luôn. Con này cứu đó bị cứu đó nó bị xui. Cứu đó nó bị xui. Ê. Anh vậy? Chạy xuống gây sát luôn, hút revive. Anh từ hướng bên phía của em chạy qua mà. Thôi, từ hướng này đi thấy Tiểu Ngọc hả? Thấy Tiểu Ngọc. Phan, tôi thấy cũng thấy Tiểu Ngọc đi lên, tôi cũng nhìn tới đó, Tấn Thành cũng nhìn thấy mà. Đúng không em? Xuống à. Thì mọi người biết đâu. Đi hướng Tiểu Ngọc với Tấn Thành thôi, ba người này. Tôi không biết. Cũng mới tôi hướng hướng đó rồi. Em đang nhìn mèo trong phòng mà. Tôi đi hướng đó mà, tôi tin vào ánh mắt của tôi thôi men. Em nhớ như hồi nãy không? Phóc bị xử tôi ông tin vào ánh mắt không? Ừ. Thì cái đó là đó tôi bắt buộc phải làm vậy rồi, nếu mà tôi trong dây cái giết người mà. Chẳng rồi, chứ nãy tôi thấy ông qua đó rồi. Tôi thấy Tiểu Ngọc. Nên là tôi chỉ cần đứng vào phòng ông giỡn vậy mà ông giỡn thật trễ vậy á, kiểu mọi người report tôi luôn hay không? Mọi người vote tôi rồi đó không?
Ông ngáp chưa phải không? Không biết ai luôn á. Thì thấy có một mình trong phòng ông. Ông là người em, đi cái hướng đó ra. Nếu mà em tin anh mình thì thấy... em biết đâu. Happy. Happy vote A, Happy vote đi. Mình nó đâu nghe. Happy nó phải vote Happy và Happy chết rồi sao nó vote được nữa? Chết rồi. Thì anh đi vô để sống cái đời rồi. Sao nó vote được nữa? Mày vừa vô để giết Happy ta. Rồi Happy tự vote mình luôn đi. Nó làm thiệt không? Ai chứ nó đã làm thiệt không? Được, vote được. Được. Tự vote mình được. Toàn. Anh Hút mới trong vai kẻ giết người mà. Anh Hút mới nói trong vai kẻ giết người mà. Ai biết đâu. Hay quá mọi người. Hay gì ba, anh đâu phải kẻ giết người đâu. Mọi người chơi ngu rồi đó ba. Ô là la. Thấy không, tôi thấy Ad Hút đi xuống rồi nè. Điều đó quá chặt chẽ rồi, điều đó quá chặt chẽ rồi. Quá chặt chẽ. Làm sao mà hai con mắt này là tôi 4 mắt là 6 mắt. Non quá rồi, non rồi, non. 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 Mũi tên nó hú hiền kìa. Đâu vậy trời ơi, nè lên bà con ơi. Rector, phòng dân tay, phòng dân tay. Tôi nghĩ kẻ giết người này kiểu gì cũng hành động rồi. Ê, anh vô được rồi, anh vô được rồi. Ok. Anh biết mà sao anh nghĩ được anh Hút. Ừ, anh biết mà. Giờ bu nhau vô coi camera kìa trời ơi, chạy ra đây. Đúng cái cam hết. Ghiền cái camera quá. Thôi nói coi chừng thằng nào chết cam đó chết. Chết cam hồi là chết queo luôn á men. Lâu lần thôi mọi người. Ừ. Chứ để mình chát nhiều quá nó biết mình chát cho nó vô cái cam. Chết cam là sao? Em nói camera chị vô chị dòm được, ta chạy vòng á. Chị dạng như là chị nhìn thấy được kẻ giết người là ai luôn á. Ồ vậy hả, dễ vậy. Dễ mà. Như là em chắc em thấy Phân Bi với Tương Ngọc á. Ok. Nguy hiểm. Như coi như mình coi camera ngoài đời thôi. À. Ai chậm xe là thấy ngã chợ. Rồi, oxy. Đây. Chị Tương Ngọc ơi. Không thấy em vậy. Oh shit. Tuyền đứng sửa xì với mèo. Tuyền đứng sửa xì với mèo. Chị nên đi với Tương Ngọc. Ở đâu rồi Tương Ngọc? No. Em không thấy gì mà đi với em nha. Giờ kêu Cưng đi, Cưng không đi với chị. Em thấy gì mà lại đi xuống nhắn nè. Ở đâu tôi thấy Tiểu Ngọc, tôi thấy mèo rồi. Em thấy cái chỗ. Tôi thấy Nam luôn nè, tôi thấy Happy luôn. Tôi không thấy Bạch Đạt. Cái phòng điện cái gì á? Phòng điện. May bay qua gì á? Máy bay á. Máy bay qua. Vậy sao không check camera đi? Chị hỏi chị. Chị hỏi chị nhức đầu quá. Chị Bạch ơi. Em nghĩ là ông Non. Tại vì không thấy Non, tôi thấy Non với Happy đứng làm dự, tôi thấy Non với Happy đứng làm. Thì thấy Non đi xuống từ trên đi xuống phòng camera. Tôi đã ở phòng camera. Đó, từ trên á, từ trên phòng camera xíu là ông thấy xác của ông vào. Không phải non đang đi chung hướng với em mà xong non quanh ngược lại mà, đâu phải non. Sao người chết được gặp lộn vậy? Tại sao người chết lại đi bảo vệ người sống? Bảo. Là khó hiểu. Oh my điều, god. Điều này làm điều này là tôi nghĩ bạn nào tại tôi nghĩ bạn nào. Cùng ăn với cưng. Điều này tôi thấy được mèo Happy với Nan. Điều này làm mình càng nghi ngờ càng cao nha. Ủa mọi người có thấy gì không mọi người? Có thể là Phúc Bi đúng không? Tại vì Phúc bảo là Phúc không thấy rồi. Phúc Bi chết rồi. Lần đó thôi. Đừng đi bảo vệ người thường. Lần đó thôi. Thì tại sao thì chết rồi đi bảo vệ người sống? Quên. iPad 2. Kìa nghe Non lập lệnh kìa. Ủa sao iPad tôi hả? Một xanh lá là Non hả? Tôi Non ơi. Rồi chết. Chết em rồi Non ơi. Nè em gì á? Ta bằng đổi mà. Lậu rồi nha. Chị chỉ hỏi tại sao người chết là đi bảo vệ người sống mà em vote chị là lộ rồi. Em gì ba, ta bằng tuổi mà. Ủa? Gì để bảo vệ người thôi. Non này. Non là xanh lá đó. Xanh lá là ông gì á? Nói chuyện khác như đây nè. Ổng là ông bằng. Ổng cái này. Ổng bằng tuổi tôi hả? Thì nghe chị Tương Ngọc lập lệnh kìa. Sao? Tương Ngọc dẫn chị vô đó rồi. Non không có mic rồi, dạo này nhiều người muốn giết Non quá à. Non không lập lệnh được rồi. Thôi quên mình. Thôi mình chị thấy đừng có nói chứ đâu. Thôi mọi người không đi làm vụ. Mình làm nhiệm vụ đi mọi người đang ngay vậy. Tôi cao nói tôi. Sao? Tôi đang bị Vanda dí heo cái Vanda thấy bị đứng sau lưng tôi, cái Vanda đảo 360 độ quay ngược lại. Ủa thì mình chuyện đó bình thường, chị là chị đảo 6 vòng mỗi ngày. Thấy không? Cái cứ nghĩ có coi ổng đảo rồi. Không quyết tầm dí, quyết tầm dí heo tôi chạy qua đây phải. Tại hồi nãy khoan. Vanda nói câu đó rất là hợp lý á. Tại hồi nãy phát á, hồi nãy phát kêu boss bà Panda đi. Chỉ có mình em phát boss bà Panda thôi nhớ. Tại sao? Why? Thì cho nên lần này chị mới giết phát chị giết. Nhưng mà bây giờ Happy có thể lên tiếng rồi. Happy có thể lên tiếng. Chị không bao giờ nhớ chị cũ nha, chị đã quên hết rồi. Lên tiếng là tôi đang cấm đầu tôi chạy mà tôi tưởng tôi chết rồi, cái Happy đứng đó như là cứu tinh.
chị không bao giờ nhớ chuyện cũ. Bây giờ một non, một là non, hai là bà Bánh Đa thôi. Chị lúc nào chị gặp ai vậy? Ví dụ như chị là kể với cười, chị rất là vui, vừa vô là chị sẽ cười ha há hô hố. Phong, phong. Ừ. Nhưng mà lúc chị buồn rầu là tức là chị sẽ là người phàm. Chị Bánh Đa nói vậy là chết rồi chị Bánh Đa ơi. Em thấy chị màu đỏ là chị Bánh Đa, mọi người vote chị Bánh Đa đi, bà này ngu quá. Hồi nãy giờ có bị mất oxy nữa không ta? Có mất oxy, có mất oxy một lần, có mất oxy một lần. Mất oxy tôi làm đó mà. Có mất oxy. Gì muốn gì mà người chết mà cứ nói ý gợi ý cho người người ta làm người người không bị chơi kỳ đúng không? Đã biết sao người chết rồi mà đi gợi ý cho những người sống. Thôi lại đi các bạn ơi, các bạn do các bạn yếu đấy các bạn ạ. Thôi chơi kỳ. Không phải chị Bánh Đa, em cứu chị rồi đó chị Bánh Đa. Người chết mà cứ gợi ý cho những em cứu chị rồi. Thôi. Em cứu chị rồi. Tôi chết thiệt không vậy? Em là hồng ma biết nói rồi. Nãy tôi đúng mừng luôn á, tôi cấm đầu tôi chạy, tôi chết rồi, cái hai mày đứng cuối được. Mọi người ở trong cái nghề giờ hành chính thì mọi người phải đi làm nha mọi người. Chết rồi thì im lặng đi. Bây giờ với cái tàng hình vậy bác. Bây giờ á sống chết gì cũng im luôn, nghĩ nói luôn, giận chơi. Sống chết gì nghĩ nói luôn, giận giận hờn Dung Dương. Giận ai người đâu biết. Giận hờn Dung Dương, giận giận. Cái đó ai có trách nhiệm mà vô quẹt thẻ đi, mệt mỏi quá. Giận hờn Dung Dương. Chị Hạnh Tiểu Ngọc, chị Hạnh Tiểu Ngọc. Chị Ngọc Tường, giận Tường. Nghĩ chơi Tường. Trời đất ơi. Ai kêu Tường dậy chi? Em vậy hả sao? Dạ nghỉ chơi. Giờ thằng bạn mình chưa chết mấy bạn, mình không có làm gì cứu tinh được trong game này mấy bạn ơi. Mình phải chờ thằng bạn mình bị đã đâm rồi mấy bạn. Ai kể với người đâm bạn mình giùm. Rồi. Không xanh. Tôi giờ thấy mèo, mà tôi mèo thấy tôi mèo đang ở trong phòng reactor. Gì trong phòng? Mèo cũng thấy em. Chết ở đâu à? Tôi giờ thấy mèo nên tôi không nghĩ là mèo. Ông xanh với ông phát. Chết ở đâu rồi mọi người? Cái thằng nào? Bạn mình chết rồi mấy bạn. Mình phải giải cứu bạn mình mấy bạn. Tôi đã chết rồi không à? Tiểu Ngọc báo cáo. Có đường mèo phải. Anh hút. Ai thích cho anh hút một tim. Anh tự thích anh em. Anh tôi mới làm nhiệm vụ xong cho nên là tôi thấy mèo nên tôi nghĩ là mèo là ngoại phạm. Còn chơi thì chơi đảo nào chứ gì. Ai nghĩ tôi hả? Ai nghĩ tôi hả? Tôi mèo thấy tôi đúng mèo. Cà phê tây mày thấy tôi chạy ngang không? Tôi thấy mèo mà. Đó, tôi đang làm nhiệm vụ, tôi không thấy ai hết á. Ừ thì mèo đang làm nhiệm vụ. Tôi đang cắm đầu cho tôi say cái ổ điện. Trời ơi. Báo khác nè. Ngay chỗ Bình Thăng á, cái đường Bình Thăng á, cái đường bên phải. Bình Thăng. Đi qua lên đường oxy á, mọi người biết không? À. Đó, ok, thích. Khoan, mà thấy xác của ai chết bây giờ nè, thấy xác của ai? Ngon chết. Nãy có em với Hebi, em Hebi với Manda. Ừ, chị thấy chưa? Thiếu người Manda, xuống dưới ngay chỗ bên xanh á. Xong người Manda không làm nhiệm vụ, Manda đi. Sao mọi người comment phát bi nhiều quá vậy mọi người? Chỗ đó có đâu làm. Nãy ở trong phòng admin em thấy. Với lại nhiệm vụ có, nhiệm vụ cần thấy thì có cái chị không thấy. Đâu, chị Manda đi khỏi chỗ đó mà. Thì đương nhiên. Thôi speed lên rồi. Tôi skip đây. Tôi sẽ điều tra cái chết của bạn tôi sao. Giờ không biết ai. Tôi sẽ điều tra cái chết của bạn tôi sao. Tôi sẽ để ý tới từng người một trong đây. Tôi sẽ để mắt tới từng người một. Bây giờ cái giết người đang muốn giết tôi. Tại vì tôi là thằng nói nhiều nên tôi phải lựa một người đối tượng nào. Tôi chắc chắn không phải là cái giết người để tôi đi theo. Vậy Tiểu Ngọc. Vậy Tiểu Ngọc. Nói gì Tiểu Ngọc Ngọc. Băng Ngọc, đưa cái đùi gà ở đây. Thích cái thèm đùi gà. Ủa nãy chị Bánh Đa mới nói là trận này chị Bánh Đa giỏi rồi, chị Bánh Đa sẽ im lặng mà ta. Chị vừa thấy... mới im lặng hết thần, chị vừa im cái nói luôn á. Em đang có camera nha. Tiểu Ngọc hú kìa, Tiểu Ngọc hú. Sao á, Tiểu Ngọc? Trời ơi, em không bóp chị Bánh Đa. Lớn giờ, quá. Ông hiểu không? Đây là ý kiến cá nhân của ông nhưng mà lập luận ông nói chút lắm. Ôi, người vô cái nhiệm vụ sao làm. Chị Bánh Đa không đi làm vụ luôn phải không? Nhưng mà nãy giờ á. Phan chưa. Có thể chị Bánh Đa bả không muốn làm nhiệm vụ tại bà Bánh Đa cái đầu óc ai bả biết sao biết được. Nè, nếu mà một người mà không đi làm nhiệm vụ thì người đó sẽ khiến cho cả đội thua. Nãy giờ chị đó nè. Nãy giờ chị cũng không tìm thấy được nhiệm vụ. Nãy giờ chị cũng không cái nhiệm vụ. Nãy giờ chị cũng không tìm thấy nhiệm vụ tại vì nhiệm vụ lâu lâu chị mới thấy được, hiểu không? Ơi. Chị Bánh Đa từ đầu luôn mà. Ủa chị cắn cơm. Đi làm rồi. Từ đầu thôi, chị lúc em có
em có chạy theo bản này từ đầu đâu. Mới đầu vô á thì nhiệm vụ sẽ rất là nhiều, sau này thì nhiệm vụ nó sẽ ít đi mọi người. Nhưng mà mới vừa bước vô. Khoan. Chưa chạy được mấy bước. Tất cả hai đứa yên hết đi. Tại vì bây giờ chưa có người chết, chúng ta không thể nào quyết định một người nào đó sẽ chết trong thành đoàn được. Chúng ta không thể nào quyết định như vậy được. Tại vì vừa vô thì ta làm nhiệm vụ. Ông phải thấy cái người đó đứng làm nhiệm vụ mà. Người nào vớt chị, chị vớt người đó. Hai người. Chị vớt chị nào? Chị hạn cho chị cắn cơn. Cắn cơn chị nào? Nãy đã nói là Tao quẹo qua là hết sao nó luôn. Ủa? Chứ sao mọi người cũng quẹo qua vậy? Sao không nói mọi người đến tìm Ngọc? Chị cũng quẹo thật chị Ngọc ơi. Bà sao cắn cơ tới nơi rồi? Cái này là cái gì? Nè, cái này là cái bản đồ nè. Đó, bản mẹo nè. Chị có biết không? Giờ chị cứ biết làm nhiệm vụ này nha. Chị la làng rồi đến thôi. Đọc lưu thừ rồi. Thôi đi làm nhiệm vụ. Lạnh lùng mất nói. Tao không nói thì tao nói mình không làm. Có mình không làm. Ồ, em biết ai rồi. Bấm nút đi em, bấm nút đi em. Rồi chị Bánh Đa, chị Bánh Đa chui hầm, chị Bánh Đa chui hầm. Hầm đầu chui xa. Em lặng, em lặng. Bấm nút đi rồi nói. Rồi nè, em bấm cho em á. Ai được em không? Em mà phán đoán sai lần này là anh giết em thiệt á, tiểu ngọc. Em chết luôn. Chị chui hầm không? Em thấy chị ta đi xuống cái chỗ gì mà em bình thăng, chị chui hầm luôn. Anh có thẳng với chị Bánh Đa nè. Lần này mà không đúng là Tiểu Ngọc, tôi thề luôn, tôi sẽ support cho Tiểu Ngọc ngay và luôn luôn. Mà chui hầm, chị có biết chui hầm đâu. Bây giờ Tiểu Ngọc Tiểu Ngọc đã chỉ dí theo bà Bánh Đa hoài luôn nè. Dí theo đầu dí bà Bánh Đa hoài luôn nè. Mà không lẽ bây giờ đưa Tiểu Ngọc lại đi bóng sai vậy? Đúng rồi. Không thể được Tiểu Ngọc. Ông lên Tiểu Ngọc tao cái trò mà tự quỷ luôn à. Mất quá tao đó Tiểu Ngọc, mất quá tao đúng không? Cái này là trò chơi mà cho nên Tiểu Ngọc đấu xạ đó hết Tiểu Ngọc ha. Nói đúng không Tiểu Ngọc ha. Rồi nãy giờ là bạn tôi chết quang nè, lại đi, tôi đang đi điều tra giết bạn tôi nè. Nghe lời kìa. Ông thấy chú Hạm không? Không phải, không. Không phải bả là em đó Tiểu Ngọc ơi, không phải bả em đi á, em đứt á. Giờ rác nè, quán rác không gì bót em đi. Ok. Em tức quá rồi hả Tiểu Ngọc? Tức quá rồi. Tại vì em thấy chị Na trong kém trong một giây mà chị Na mất. Thôi chị, tôi thấy chị có bóc kiếm mà chờ. Chị đang đi lại luôn. Hai cái Na cầm nhau. Ôi, chị chơi Tiểu Ngọc, chị chơi cần. Đây là cuộc chiến của chị Na Tiểu Ngọc. Mọi người nói chuyện thân chị lạnh lùng rồi. Chị Hằng cứu chi. Chị Hằng cứu chi. Chị Hằng cứu chi rồi. Chị Hằng cứu chi rồi. Bà phá kìa. Hãy chơi hay không phải chứ Tiểu Ngọc. Bà lại phải oxy nữa. Bà lại phải cái oxy nữa. Bà phái cái oxy lắm. Bà ghiền oxy lắm. Đứng cạnh phòng oxy đi chứ bà là bà xuống hóa. Còn mãi cái phòng oxy luôn. Đi nè, chị đốc hơi thở cuối cùng với cái tên cặp ơi. Ngáp. Oxy đâu. Chút hết oxy. Rút vô mình chị hết. Tới giờ, bà phá rồi đó. Bà điên lên rồi đó. Bà đương, bà phá, ai phá cửa rồi. Thì bà phá nha. em thấy Phát Huy ẩm được lượt nãy giờ nha. Nãy giờ được người ta quá trời luôn á. Đó, mày chưa? Chị làm á, chị làm á. Cái đó là đi theo thôi. Cái đó là đi theo thôi. Em tôi ngu tới vậy luôn à. Em không biết nữa, tại em thấy em được rồi. Mọi người ơi, canh thủ phòng bạn ngày mấy ông hả nói ý kiến ông. Ở trong này là giờ hành chính mấy ông nên đi làm việc chứ. Đúng rồi, trong lúc này là mình lạnh lùng ít nói nha. Khóa cửa nữa. Bà khóa hết cửa là làm gì nữa. Yeah, tại ơi, xong rồi chị đốt khí 2CO2 nè. Trước khi mà meeting là mình chỉ được nói nhảm mà chứ không có được nói vô vấn đề. Đúng rồi, khúc này là mình phải lạnh lùng ít nói. Em thèm em đứng hoài. Chạy chạy được một mình chị nói thôi. Chị Bà Đa chị phá vậy riết rồi á, thời gian ta đi làm nhiệm vụ rồi bồ chị thua á. Sắp thắng rồi. Không sao đâu kệ. Sắp thắng rồi kìa, chị đừng phá nữa. Hai người thua một mà, cứ yên tâm. Nữa là ngày oxy nữa. Chị làm á. Em biết mà. Có sao tao không biết. Không sao quá. Chị đừng phá nữa, chị phá là bò chị thua. Nhưng mà chị thích hết nguyên trận, chị không có OC
xì. Đấy quá chị mèo ơi, ngại quá. Tám tháng rồi mọi người, bình tĩnh đi. Biết rồi, cái mặt nạ trên này, mặt nạ dưới đó giống nhau, cho nên người đứng trên, người đứng dưới đọc cái chạy xuống dứt luôn mọi người. Làm bánh ăn bắt. Đóng cửa nha. Bà đóng cửa, bà làm đủ kiểu. Chị đông á. Giận quá à chị Bình Đạt. Bà ơi, chị nói làm vậy á. Chị nhốt em hả? Mấy bạn fan nghĩ ai, mấy bạn fan nghe mấy bạn đừng có comment Red Hood không thấy thật à là sao? Không thấy gì đâu. Anh không biết ai đó mấy bạn ơi, anh không biết ai hết. Ai là ai? Tiểu Ngọc chết. Ôi, kỹ năng lên trường. Tiểu Ngọc tiễn chị Banda thì sẽ có người tiễn Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc yếu thiệt luôn á. Rồi, tôi vote liền cho bạn màu trắng nè. Màu trắng là ai? Tân Hạnh. Ông em đâu có làm gì đâu. Anh nói giỡn thôi. Biết ông là người là tôi mới đi theo ông rồi. Tôi nghĩ không phải Tấn Thành. Tôi nghĩ không phải Tấn Thành. Ủa không biết luôn rồi hả? Không biết tôi không là bạn. Tôi nghĩ một hay Bi hay Red Hood thôi. Chứ Tấn Thành là không phải. Nãy em có đi theo mèo nè. Tôi vừa thấy Happy. Tôi vừa thấy Happy trước khi cái xác chết đó xảy ra là ngay ở phòng mà gần phòng admin. Đâu ra? Ok Happy. Nếu mèo vote cho tôi đúng không? Nếu mèo vote cho tôi vote ngược lại cho mèo. Tôi nghĩ là Red Hood, tôi nghĩ mặc Red dù Hood. Tôi biết, tôi thật sự biết mèo không phải là cái giết người. Nhưng mà tôi sẽ vote ngược lại cho mèo tại vì mèo tôi không tin tôi. Chị biết nè. Mọi người chơi tiểu quỷ vậy luôn ha mọi người. Thì Happy, em là một hồn ma thì em hãy hiểu chuyện Happy. Anh đã cố gắng cứu cái con tàu này, anh đã giải quan được cho em và Tiểu Ngọc và Hit Park rồi. Nhưng mà không, mèo không. Mèo em không nghĩ Happy là hồn ma đâu anh. Mèo á, không? Thì tôi không tin lắm thôi. Thôi thì nhất định mèo á, kiểu như là người mà dùng bình xăng để châm lửa vô cái người mà đang cố gắng cứu con tàu này các bạn. Mèo kiểu vậy á. Mèo kiểu vậy á. Cái thử cho cái con tàu chứ mọi người. Happy Ben kìa. Happy nó Ben gì? Ben ai biết nó... đâu, Ben này sao ai biết. Ben là hầm á mọi người. Ben là hầm á. Cuối cùng không ai hết. Không ai ao hết. Hoặc là lấy thuốc ao. Còn là mèo áo. Bằng mèo. Không bằng mèo. Đều nhau hết. Thôi giờ mình lật bài ngửa đi mèo. Lật bài ngửa đây tôi biết ai trong con tàu này rồi mèo ơi. Em nãy giờ thấy mình là Red Hood. Khoan, nãy giờ tôi thấy nhưng mà tôi để cho mọi người. Red Hood biết ai là Red Hood sai không à. Khoan, anh nói, em không nghe anh nói hả. Anh nói là nếu mà mèo thích vote cho tôi sẽ vote ngược lại cho mèo. Tại vì tôi biết, mà tôi biết mèo không phải là cái giết người. Tại vì mèo có quá nhiều cơ hội để giết tôi. Nhưng mà mèo không làm vậy. Để cho con tàu này nó rớt xuống rồi. Thì con tàu nó bây giờ mới đau Happy. Anh cũng, nếu anh là cái giết người thì anh cũng quá nhiều cơ hội để giết mèo rồi. Rồi vậy là Happy rồi. Hiểu không? Hoặc là Tấn Thành thôi mà Tấn Thành nãy giờ Tấn Thành bảo là Tấn Thành. Tấn Thành nó đi làm nhiệm vụ, tôi thấy nó làm hoài à. Tôi cũng đang làm nhiệm vụ hoài mà. Vậy là Happy rồi. Thì Happy sao không giết em? Đúng rồi. Nếu mà là Happy. Happy sao không giết Tấn Thành? À. Mẹ đi. Nếu mà Happy nó là cái giết người phải không? Vậy thì tại sao nó không phải là... Bây giờ ông nói đi, ông biết ai thì ông nói thẳng ra đi. Tôi không. Bạn tôi bị ai giết, bạn tôi... Người giết bạn tôi chết chưa? Em đoán là ông Red Hood. Không, tôi biết à, tôi vote cho thằng này nè. Mặc dù tôi biết là kẻ giết người không phải là thằng này mà tôi vẫn vote cho thằng này. Tại vì này nó ghi dẫn tôi. Em vote cho Red Hood nha. Tôi cay nè. Ông nói ông biết kẻ giết người là ai, sao nãy giờ không nói? Không, tôi không nói, tôi phải tạo cơ hội cho nó tập chơi mẹo. Vậy? Tôi nói vậy là mày biết là ai cái giết người đó. Mà mày giết tôi. Mày dâm. Tại vì biết thì nói đi. Không. Rồi thấy chưa? Không. Là ông đã thay đổi cái mechanic của game luôn rồi. Chứ không phải là thì đó ông tàu lao biết thì nói không, ra cho rồi. Nhưng đi. Mà tôi phải để cho mọi người tự tìm nữa ông, tại vì tôi không muốn end cái game này quá sớm ông. Vậy thì tới khúc cuối rồi thì nói luôn đi chứ cần gì phải để tôi cỡ vậy. Không, nhưng mà mọi người cứ tập trung vào tôi mà. Thì tại vì đó là lý do, đó là lý do ông bị bay khỏi tàu á. Cứ tập trung vào tôi. Dù cái là kẻ giết người. Đó là lý do ông bay khỏi vậy tàu. Vậy tôi là một trong những kẻ giết người ngầm. Vậy là bây giờ phải né ra đúng không? Phải tản theo ra. Mà là mèo, có thể là mèo. Tại vì mọi người có làm sao phải tin được một người đã chết đúng không? Một người mà giờ bị đó. Đánh ra. Ủa sao đây Happy nó không giết em ta? Em đẩy ra là khó. Happy nó khó đoán lắm. Biết tại sao Happy không giết em không? Anh cho em tự suy nghĩ á. Con Happy á, khi mà nó vừa giết người xong thì làm sao nó khả năng mà giết một người liền được. Nếu mà nó giết một người liền thì chẳng khác nào nó tự bộc lộ bản thân nó là ta là cái giết người đây đâu. Đúng không? Nó bị mất. Đi chung với Tử Ngọc hồi nãy giờ. Happy đi chung với em kêu Tử Ngọc đi chung hồi nãy giờ em lắc AD hoài luôn không hiểu. Tử Ngọc nó có biết cái chiêu đó đâu. Không. Mình lại ra ám hiệu. Không được ám hiệu luôn. Lắc AD là đi chung mà. Không, ở đây không dám hiểu. Nãy luôn tùng.
cái ấy thôi, tôi gặp Manda, Manda dí tôi, cái tôi gặp Happy rồi đó. Ô, mình đã được cứu rồi. Vừa mới nói xong chắc kinh nghiệm lên. Ô, mình đã được cứu. Ô, mình đã được cứu. Ô, mình đã được cứu. Cái lần ba. Y chang dẫn trước, y chang dẫn trước. Thì bây giờ kìa. Ok, mình đang chơi cái trò này lên một cái tầm cao rồi thà. Độ siêu khó các bạn ơi. Đầu quá. Mình đã giải cứu được cho bạn ba người luôn anh. Một xíu mình chỉnh ba người luôn á, ba imposter. Cái đó là để tập sau đi, tập sau. Ba người phải 10 người mới chơi mới được. Này mình có 9 người à, mình thục một tay rồi. Giờ tôi chắc chắn là kẻ giết người rất là muốn giết tôi ngay từ trận đầu tiên luôn à. Nên tôi sẽ giữ cái tấm thân này của tôi bằng cách đứng chì ở cafeteria. Thôi nói giỡn thôi. Nói giỡn thôi. Anh hút không làm nhiệm vụ. Khoan, tôi vừa mới một phát hiện nè. Một phát hiện mới là sao tôi hoàn thành nhiệm vụ mà cái ống nó không lên. Đâu, bậy, lên. Không lên. Thì em tin anh hay không là chuyện của em, nhưng mà anh chỉ cho em biết là một thông tin là cái ống nó không lên. Màu vàng. Nói vàng. Tôi vừa thấy ai đang đứng trong cái phòng admin chung với tôi ạ. Màu vàng nhưng không engine, có người hẹo. Cái này là bị trả thù nè, đảm bảo luôn. Thầy bị với Bà Đà luôn. Hai kẻ giết người tập trước bị giết ở tập này. Cái này bị trả thù nè. Hát rồi báo cáo. Nãy em thấy mày, biết mày thấy em không ta? Trời ơi. Nãy bắt thấy tôi hả? Tôi thấy ông chứ bên. Tôi thấy Tấn Thành nè, tôi với Tấn Thành trong phòng camera nè. Vậy là Poppy và Tiểu Ngọc không có chứng cứ ngoại phạm. Và Non nữa. Non chat lên đi Non. Mọi người cho em nói tại sao lại nói là em không có chứng cứ ngoại phạm. Tôi đứng cạnh hút mà, đúng rồi. Vậy là Non có chứng cứ ngoại phạm. Non thấy Poppy, tôi gặp mày. Tôi nãy tôi mới chạy vô cái phòng thí nghiệm tôi làm, tôi chạy ra ông nói gì vậy? Đứng cà phê ra tôi thấy hút đi xuống à, đúng không? Tôi đi xuống mà xanh thấy tôi. Cà phê Teria nó bự lắm, không phải là ông đứng đó, thấy đâu nó không phải. Tôi làm tát trong đó mà. Tôi đổi hai hướng trong đó luôn á, tôi làm tát trong đó. Đâu ông đổi hai hướng mà ông thấy tôi. Thì đó, lúc mà tôi đảo qua, ý là tôi đảo. Một hay gì? Là sao? Ý là tôi thấy Red Hood đi ra. Rồi tôi đảo qua, tôi không thấy ông gì. Tôi mới làm vụ ở trong cái phòng thí nghiệm, tôi chạy ra đứng ngay cái góc bên đây nè, ông nội ơi. Thôi không biết rồi, tôi skip đây. Nãy giờ mọi người đưa ra những chứng cứ không đi đến đâu thì tôi sẽ skip. Có bị bóp phút. Thằng này. Dậu quá, phát bóp quá vậy. Phút này. Đó mọi người, ông bóp bờ đó. Có ai mặc đồ trắng đứng sau lưng anh kìa. Em hể em, màn hình của anh là phong tình xanh em. Nếu mọi người bóp trắng thì làm sao đứng được. Nếu mà đứng sau lưng anh bận đồ trắng thì chỉ có Tấn Thành thôi. Tấn Thành thôi. Em ấy. Ông là Thành Tấn. Thành Tấn, bạn này tên Tấn. Lên phòng trên đi, có người đứng đây rồi. Không có chạy vào phòng oxy lẹ chết á. Tôi kêu chạy đi rồi mà. Tôi sửa trước. Sao mọi người im lặng quá vậy? Đang làm nhiệm vụ. Trong giờ hành chính ông ơi, ông làm nhiệm vụ cho lên ống đi. Ở phòng admin nha. Oh no, bạn tôi bị hẹo à. Khoan mọi người. Phòng admin đúng không? Ủa, ai báo cáo hả? À? Ai thấy hả? Em. Cho ông Tấn Thành nói trước đi. Tấn Thành thấy trước rồi, Tấn Thành nói trước đi, chuyện gì xảy ra? Chạy phòng admin thấy rồi. Không, thấy ai, Tấn Thành nói đi. Non á, non này vậy? Thấy Non nè. Màu xanh, thấy màu xanh đúng rồi. Thấy Non đi mà Non chết rồi. Tôi im lặng nghe, tại tôi die rồi. Non chết á, thì hay đâu, anh biết ai đâu. Nè rồi xong lúc mà Non chạy vô phòng đó thì em có chạy vô chung với Non luôn, xong rồi em quanh lên cà phê Teria. Lúc đó là vừa ông Tấn Thành vừa chạy lên báo luôn á. Tôi thấy Tiểu Ngọc đi ra, tôi đi còn không làm. Nhưng mà hồi nãy giờ khi mà em chạy vòng chung với mọi người á thì em chả thấy ông Bắc ở đâu hết á. À Bắc, Tiểu Ngọc thấy tôi nè, Tiểu Ngọc có thể chứng minh nha. Để thấy Bắc. Ủa sao bắt vót cho ai hả? Ông thấy bắt ở đâu? Phòng quét bình. Phòng oxy phải, phòng bình. Có nãy phòng oxy có nữa mà. Phòng oxy à? Nãy giờ không xuống phòng oxy nha. Phòng oxy có hai cái ven lận nha. Nãy giờ không xuống phòng oxy nha. Cái sao Tiểu Ngọc lại nói ông là ở phòng oxy kìa? Tôi thấy Tiểu Ngọc giống nâu tưởng mắt thôi chứ không biết ai. Ôi, vậy là ông không chắc chắn rồi. Chắc rồi. Tôi hết giờ luôn. Đúng không? Vậy là em nói là bắt. Ủa sao mà đi nói không chắc chắn. Nãy giờ nãy lặp lại nhiều rồi giờ nó chết rồi. Rồi.
Thì này làm lần gì hả? Rồi múa. Múa. Múa quá trời múa luôn. Trời ơi. Nào chị cắn tên. Thôi em này là mình chơi bằng lý lẽ mà mọi người. Tại em nói gì quá. Tôi buồn bạn tôi quá à. Tôi chết mà bạn tôi không lập lận để cứu tôi rồi. Nếu mà em đưa ra lập lận á, mọi người thấy không đúng á thì mọi người phải nói bot chứ. Mọi người bot im lặng là không biết được. Ok. Tớ bài sau thì em phải chơi theo chiến thuật khác là im lặng luôn nha. À mày nói chứ, nhưng mà tùy theo cả mọi người cảm nghĩ thôi, em vẫn phải cứ nói bình thường. Không, em không báo đâu. Thì nói chung là trận này tôi thấy Quốc Quyền nói nhiều hơn bình thường, tôi nghi ngờ quá, tôi báo. Không, tôi chỗ. Đúng rồi. Sao tôi không báo? Đâu có, em phải làm đúng hết theo hình thức. Em đâu có gây cay gì được em. Không, nếu mà em báo hết theo hình thức á thì mọi người sẽ post em. Không được. Mèo kỹ người bạn ơi. Nhiều quá. Đứng nào. Chừng nào bạn mình chết mình mới cứu bạn mình được mấy bạn ơi. Chứ giờ mà bạn mình chết thì mình đâu có lập luận được đâu mấy bạn. Bạn mình chưa chết chứ. Mình mà lập luận nha, lập luận cùn mấy bạn ơi. Nghi là mình sắp chết mấy bạn. Ai đúng không? Trong đây còn hai bạn chịu anh đa. Vậy? Chị khoái đúng rồi. Lẹ đi 19 giây không sửa là tất cả đều chết đó, nhanh lên. Ôi tôi thấy vàng, tôi thấy... Hết hồn. Rồi. Để tôi nói nha. Ông lại là người báo. Thì lúc đó tôi hoảng tôi hét lên đó mà tôi quên tôi không kịp bấm. Ok, tôi là người báo thì sẽ nói trước. Ok. Tôi thấy ba đã chết hết. Trời ơi. Tôi thấy Happy đứng đi từ hướng đó ra mà không báo. Hả? Tôi thấy Happy đi từ hướng ra mà không báo. Happy đi từ sát bà Bình Đa ra nhưng Happy không báo. Ừ. Còn Phước Bi chỉ chạy lại và thấy bà Bình Đa chết thôi. Đúng không em? Không à, em biết như đó rồi. Dạ Minh Lộn đi không? Em đang ở phòng khách nha. Dạ Minh Lộn kìa không? Chị đang đâu? Em chị Mèo là, em chị Mèo với ai là đang ở gần cái phòng oxy á. Đúng không? Chị không biết chị đang ở đâu luôn. Happy nói với Happy đang ở đâu Happy? Tại em mất sữa oxy xong là bắt báo lên. Happy Happy đang ở đâu? Happy nói Happy. Chị skip trước. Tôi thấy rồi lừa, tôi đứng ở quán cà phê mà. Ở trong gương chị sắp hết đó nha. Rồi. Vót Happy đi. Tôi vót Happy á. Ôi nhắn lộn vót Phúc rồi. Chết. Lờ. Tôi nói giỡn cái tôi vót ông từ đầu Phúc. Cho anh không á. Tại vì tôi thấy ông báo ông là làng nhìn con người quá tôi vót ông chơi. Không, ông thấy tôi hoảng hốt như vậy không? Hiểu không? Mà tôi coi lý luận ông đúng không cái đã. Tại vì tôi biết là trận này không ai không có ai vót ông đâu. Mọi người sẽ vót cho Happy. Happy sẽ chết. Tình thế nghiêng về Happy quá nhiều. Và Happy không phải shit. Happy không phải là kẻ giết người. Cái này nguy hiểm quá ta. Vậy thì Bắc muốn hãm hại Happy vì Happy đã thấy Bắc giết người. 50% 50% có khả năng đó. Hoặc là Bắc sợ Happy báo nên là Bắc giết Happy trước. Happy chết vậy ta. Chưa cho fan nói nè. Gì? Bác đang học remix mấy bạn. Bác chưa có bộ bạn ơi. Ê nói gì vậy giết tôi á. Ê hư kìa sống dây kìa. Rồi xong. Rồi thua rồi. Tất cả chúng ta đều thua rồi. Thua. Rồi xong. Mèo xa anh và Tấn Thành. Không ngờ được luôn á. Không Phúc ngờ em đẻ chị hả Phúc Bi? Em đẻ chị hả? Mèo nguy hiểm quá à. Mèo lãng quảng nguy hiểm quá à. Ngày mèo cứ giết người trong hầm lặng rồi xong rồi phá tài. Tại sao Happy đi từ hướng nó ra mà không báo? Tại nó không biết báo, nó lận nít mà không. Ông phải suy nghĩ tới tình huống. Nó cái não của nó chưa phát triển hoàn chỉnh để có thể lập luận nhanh như ông. Hiểu không? Ông phải bình tĩnh thôi. Ông lập luận chậm thôi, lập luận vừa vừa thôi ông ơi. Ok ok. Lập luận nhanh quá tôi bớt ông á. Em đùa thôi anh ơi. Tất cả chúng ta sẽ chết mấy bạn ơi. Chờ gián cuối nha mọi người, đây là gián cuối cùng nha mọi người. Vâng. Gián cuối 12 cùng. 12 giờ rồi anh. 12 giờ cái gián này sẽ là gián định mệnh mà mình biết là cái giết người sắp đến giết mình mấy bạn. Kiểu người sắp giết mình nè. Giống như cách mà thằng Tiểu Ngọc ra tay nãy mấy bạn. Trời đất. Gì vậy?
Mọi người đi làm dù nha mọi người ơi. Không gian nửa đêm yên ắng quá, cảm giác thật là đáng sợ. 12 giờ đêm chúng ta đang chơi ai là kẻ giết người. Không đồng đậy nữa rồi. Sao Bay Baby với Panda không nhúc nhích? Hai người đó đang ngủ gục luôn á. Ngủ gục trên máy tính luôn á. Ồ, có xét màu xanh nha. Con chết rồi. Rồi bạn tôi chết. Conan hút hay gì hết cho tôi rồi. Hay bữa nay ở tôi Poppy đang rượt theo tôi thì chị Panda và Happy là với Poppy chắc chắn là ngoại phạm rồi. Ở đây chỉ còn Tiểu Ngọc và mèo thôi. Tôi đang ở trong phòng. Còn Tấn Hành. Tấn Hành giải hết cho Tấn Hành đã ở đâu? Em chắc là ở cái phòng mấy cái thùng á. Phòng nào? Cái phòng mấy cái thùng á. Xác chết được thông báo ở đâu? Cái phòng chỗ mấy cái thùng mà gần store đó. Vậy là store rồi, cái thùng là store. Mình vừa bước ngang store, mình không để ý. Mình và Poppy, mình đang nghĩ Poppy là cái gì người đang cố gắng dí theo đấm vô mặt. Poppy đâu rồi? Sao em đang dí theo nút. Tại sao em dí hả anh? Em dí hết rồi, tại sao em dí hả anh? Em yêu anh hả? Dí theo anh thôi chứ sao giờ. Em không có lý do để dí theo anh hả? Không, đúng rồi. Em có lý do nè, tại vì em chỉ hết dí hả anh thôi. Em thích là em không có lý do. Không có lý do thì em đang giúp cửa phòng. Anh cho Tiểu Ngọc một cái report. Liên quan. Tại vì nãy giờ tất cả những chứng cứ ngoại phạm nó thực hiện rõ quá mà Tiểu Ngọc chưa có cái chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Em đã ở phòng máy bay mà anh hút. Máy bay vậy? Em mới nói rồi. Máy bay cái thùng. Có thể Tiểu Ngọc giết người xong Tiểu Ngọc chạy về cafeteria xong Tiểu Ngọc chạy vô máy bay. Điều đó rất là khả quan. Tôi không biết nên tôi sẽ skip. Em cũng skip. Tại vì nãy giờ tôi đang sống yên biển lặng lắm. Rồi xong Tiểu Ngọc được sống rồi. Rồi giờ là tôi sẽ bị trả thù. Tiểu Ngọc thả cho anh được rồi, anh xin lỗi em Tiểu Ngọc ơi, anh yêu em Tiểu Ngọc ơi. Ủa anh đếm đâu có làm gì đâu mà. Không, nhưng mà anh nói vậy thôi, kiểu như em đừng buồn anh ơi. Còn nãy cứ dí là anh hoài ta. Đôi khi chị thấy cái tình nghi mà chị không dám nói. Chị không biết nói. Chị không biết nói thì sao. Từ từ hồi ra phòng kia rồi chị giải thích. Giờ không phải lúc để giải thích. Giờ không giờ không lúc để nói ai tình nghi hết á. Muốn tình nghi thì chạy lại các bạn bấm nút. Cũng như mình thấy chị, ta chết mình mới được nói đúng không? Không. Một là chị tình nghi chị chạy lại các bạn bấm nút và chị nói lý do chị tình nghi. Vậy hai á. Vậy chị mới không dám bấm nút. Chị nói chị sợ chị nói hỏi lên ba. Thì chị cứ nói đi, nếu không đúng thì thôi. Giờ mình bỏ cái lực rừng là chơi bấm nói điên là chết rồi. Thấy không? Ừ, bỏ lực rừng rồi, chị cứ để hết đi. Vậy chị nói nha. Ừ, nói đi. Nói đi. Sợ nó sai mà chơi cổ. Trời ơi, em còn đang làm vụ chán đây nè. Chị nói giải thích cho em. Để sao cho nó thỏa đáng. Chị hỏi cái này, cái chỗ này ngay trong này nè, có cái cống không? Cống luôn ở đây con. Ở gần mấy cái chỗ điện á. Chỗ nào hay đi? Chỗ này khoan khoan đi. Thôi tôi đi giúp mấy bạn tôi thôi. Phóc Bì đứng ở đây, đây. Thôi chẳng cuối rồi, mèo thắng rồi mấy bạn ơi. Ok. Tôi biết là thằng Tiểu Ngọc với mèo rồi. Nhưng mà Phóc Bì cứ chạy theo tôi hoài. Nếu mà giờ tôi nói thẳng ra là Tiểu Ngọc với mèo á, thì có thể là Phóc Bì sẽ nghi tôi. Hốt em là được rồi.
Không, anh em anh đâu có boss. Em giết ngay chỗ lúc coi camera luôn thằng. Hồi nãy anh boss em là được rồi, là thắng rồi. Tôi biết tôi vô phòng camera là ông tán thành nên là cũng chào vô. Thôi mấy bạn ơi. Đỏ thôi, đen thôi, đỏ quên đi mấy bạn ơi. Chúng ta xui rồi, mai có Don không? Trời ơi, phục mì. Sao tôi đen là sao? Mình gặp cái mèo đứng ở đây đây. Bắt kéo chạy đi, mà chạy đi, mà đi nè. Mấy bạn ơi, bye bye mọi người nha. Gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của mình nha. Nay chơi vui bạn ơi, nay chơi mất tình anh em bạn ơi. Nghi đuối người hết à, nguy hiểm quá à. Mình là Conan nên mình bị giết trước mấy bạn ơi. Conan hút bị giết rồi. Mà nếu mình làm giả bộ đòn kết lại đi. Thôi thôi chị Anna, hồi đấy em cắn gì chết á. Bye mọi người nha. Mai mình có stream nha mọi người. Hôm nay mình stream hơi lâu. Bye mọi người. Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.